Nghiêu hữu đạo này, ta tự cân nhắc việc này, người yên tâm, bọn họ không liên lạc được với nguyên sắc, cũng không làm ra hành động khác ngay được, ta chỉ cần một khoảng thời gian để giảm sóc, chỉ cần thời gian tranh lệch này, nếu không phá vỡ được phiêu miểu cắt thì cũng phải làm cho nó bị thương nặng. Chuyện hôm qua xảy ra quá bất ngờ nên không kịp nghĩ, bây giờ ta đã cho người đi đào thi thể của nguyên sắc đến đây, lần này nhờ ngươi dẫn hoắc không qua chỗ ta. Còn những chuyện khác thì ngươi không cần quan tâm, ta sẽ tự sắp xếp. Được, có chuyện như vậy xảy ra, trở về muộn một hai ngày cũng dễ giải thích, không có vấn đề gì. Chỉ dẫn người, xa như lai không lo lắng gì cả. Phủ thành Nam Châu giống như đã khôi phục bình thường, ở trên một vùng phế tích, Thương Triều Tông đứng thẳng, Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình đứng bên cạnh, sau lưng là một đám quan văn quan võ của Nam Châu. Trước mắt, toàn bộ vương phủ gần như đã bị san thành đất bằng, bao gồm cả Mao Lư Sơn Trang. May mà ở phạm vi trung tâm của Sơn Trang còn có lẻ tẻ vài nơi tránh thoái được một kiếp một đám binh sĩ đang dỡ đất đá lên để tìm kiếm thỉnh thoảng khiêng ra vài thi thể có tu sĩ cũng có nhiều dân chúng trong thành còn có không ít người không chết được cứu ra khỏi nơi sụp đổ bọn họ kêu lên vì đau đớn toàn bộ phủ thành nam châu chỉ trong một đêm có không biết bao nhiêu người chết bao nhiêu người bị thương hơn một phần năm kiến trúc trong thành bị phá hủy người dân may mắn sống sót còn chưa hết hoảng sợ tiếng khóc kêu vang lên khắp nơi người may mắn chạy trốn được nhào vào thi thể người thân kêu khóc trách trời trách đất tất cả người dân đang đắm chìm trong sự sợ hãi tình cảnh trước mắt làm cho thương triều tông cắn chặt răng nắm chặt chuôi kiếm những tu sĩ kia không hề kiêng rẻ chém giết ở những nơi dân cư đông đúc đúng là xem mạng người như cỏ rác trong lòng hắn cực kỳ căm phẫn nhưng không thể làm gì ngay cả nơi để nói lý cũng không tìm được thương thục thanh nhìn thấy thảm cảnh trước mắt sắc mặt hắn ảm đạm vương gia mông soái cho mời một tên thị vệ chạy đến bẩm báo không biết mông sơn minh tìm mình làm gì thương triều tông quay đầu nói với lam nhược đình cho người đến giải quyết hậu quả nếu cần vận dụng nhân mã trú quân thì có thể đến các tướng quân khác xin giúp đỡ lam nhược đình chắp tay nói vâng một đám tướng lĩnh cũng chắp tay nói tuân mệnh vương phủ bị hủy mông sơn minh tạm thời ở trong phủ thành nha môn thương triều tông trực tiếp bị người mời đến phòng mông sơn minh hắn vào phòng thì không chỉ gặp mông sơn minh ngay cả nghiêu hữu đạo và quản phương nghi cũng ở đây thương triều tông khẽ giật mình sau đó vội vàng đi lên chào. Đạo gia, Ngưu Hữu đạo xua tay, ra hiệu không cần đa lễ, thở dài. Lần này đã tạo phiền phức cho vương gia, nếu nói thật xin lỗi, thôi thì không bù đắp nổi, nên muốn hỏi tình huống cụ thể, thương vong là bao nhiêu. Thương Triều Tông cũng thở dài, nói, đã thống kê được một bộ phận người thương vong, nếu muốn số người chính xác thì phải kiểm tra lại mới có thể biết rõ được. Nhưng sợ rằng đã có hơn ngàn người chết đi, có nhiều nhà ở và cửa hàng đều bị phá hỏng, người trôi giạt khắp nơi, không có nhà để về. Nghiêu hữu đạo nghiêng đầu ra hiệu với quản phương nghi, nàng móc một sấp kim phiếu trong tay áo đưa cho hắn. Thương triều tông ngạc nhiên, hỏi, đạo gia, đây là, nghiêu hữu đạo nói, việc đã đến nước này, nói xin lỗi cũng không có ích gì, nhưng ta khó có thể yên lòng được. Bây giờ vương gia đang kinh lược lãnh địa tần quốc, có thể vận chuyển tài vật đến Nam Châu, trong tay cũng không có nhiều, nơi này có 10 triệu kim tệ. Xin vương gia thay ta bồi thường cho người nhà những người bị hại, chuyện sửa chữa cửa hàng và nhà cửa cũng xin nhờ vương gia. Thương triều tông hơi do dự, mông sơn minh thở dài, nói. Vương gia, ngài cất đi, thương triều tông nhận kim phiếu, lại nhịn không được hỏi. Đạo gia, đêm hôm khuya khoát có nhiều người dùng số lượng lớn thiên kiếm phủ điên cuồng công kích, đại quân của các quốc gia giao chiến cũng không lấy ra nổi nhiều phù như vậy, ta có thể hỏi rằng có chuyện gì xảy ra không? Nghiêu hữu đạo gật đầu, nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cũng phải cho vương ra một công đạo rõ ràng, hôm qua la thu và nguyên sắc đánh nhau còn ở sơn trang là người của đại la thánh địa giao thủ với người đại nguyên thánh địa ta chỉ có thể nói cho vương ra biết nguyên sắc đã chết không phải chết trên tay la thu mà là bị chúng ta làm thịt rồi thương triều tông và mông sơn minh khiếp sợ không nói nên lời nghiêu hữu đạo căn dặn đáng lẽ ta không nên nói việc này cho vương ra biết nhưng làm nhiều người vô tội bị liên lụy vào hại chết nhiều dân chúng xung quanh trong lòng ta không yên ổn được nên mới cho vương ra cái công đạo nhưng xin vương gia và mông soái ghi nhớ đây là điều tuyệt mật ra khỏi đây thì nuốt sâu trong bụng không được nói cho kẻ nào biết cứ xem như mình không biết gì cả nếu không thì hai người không thoát được kiếp này đâu trong núi sâu ngoài thành bởi vì la thu ra tay đám người đại nguyên thánh địa phải trốn vào trong đó nguyên xuân lo lắng chờ đợi lại không nghe được tin tức gì của nguyên sắc nàng cũng phái thám tử vào trong thành cũng không thấy nguyên sắc xuất hiện cũng không biết hắn đi đâu rồi la thu và nguyên sắc công khai giao chiến ở phủ thành nam châu tạo ra động tĩnh lớn như vậy, không thể giấu nổi được, chuyện này nhanh chóng lan rộng khắp tu hành giới. Dám tự ý ra tay ở khu dân cư đông đúc, đám người ô thường nhao nhao đưa tin hỏi Nguyên Sắc và La Thu có chuyện gì xảy ra. Chương 2174, chính mình giúp mình. Mất người Nguyên Xuân nhận được tin thì không biết trả lời thế nào, còn La Thu thì thản nhiên nói rằng Nguyên Sắc dám chạy đến Đại La Thánh địa bắt cóc con gái hắn, tất nhiên là hắn phải ra tay cứu con gái mình về. Đám người ô thường cảm thấy kỳ lạ, Tự nhiên nguyên sắc bắt con gái là thu làm gì? Thiên Đô phong phiêu miểu các, hoặc không ở giữa đình đài đi đến, đẩy cửa bước vào căn phòng của mình, lúc hắn đi đến trên bàn trà thì khẽ giật mình, chỉ thấy trên bàn có một chiếc hộp nhỏ. Gian phòng là của mình, hắn chắc chắn rằng đây không phải là đồ của hắn, hoặc không nhìn quanh một chút, sau đó thi pháp điều tra chiếc hộp, cuối cùng mới từ từ mở ra. Chỉ thấy trong hộp có đặt một chiếc nhẫn, hắn vừa thấy đã nhận ra ngay, đó là đồ của nguyên sắc hoặc không cầm đồ lên xem, đúng là không sai. Hắn tranh thủ thời gian mở ra xem tờ giấy bị đè dưới chiếc nhẫn, trên đó có viết một hàng chữ, nhanh chóng đến Bắc Sơn Nham Cốc. Đồ của nguyên sắc không thể vô duyên vô cớ rời khỏi người được. Không dám chậm trễ, hoặc không thu xếp đồ đạc nhanh chóng rời đi, bên Nam Châu xảy ra động tĩnh lớn như vậy, ở chỗ hắn lại không liên lạc được với nguyên sắc, cũng không liên lạc được với nguyên xuân, cũng không biết nguyên sắc làm vậy là có ý gì, hắn rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Vừa ra cửa không lâu, hắn gặp nhà Quang Minh đến đây, trên tay nhà Quang Minh còn cầm một chồng tình báo, tất nhiên là đang muốn báo cáo gì đó. Tiên sinh, hoặc không đưa tay ngăn lại, nếu không gấp gáp thì nói sai. Nhà Quang Minh thấy hắn vội vàng lướt qua, lập tức quay người đi theo. Trưởng lệnh muốn đi đâu, lúc về sẽ nói, hoặc không xua tay một cái, ra hiệu không được đi theo, nhà Quang Minh đành phải dừng bước. Đi lấy một con phi cầm tọa kỷ, hoặc không đi một mình, không đưa theo bất kỳ ai, bởi vì trên thư có nói, hắn tự mình bí mật đi đến. Nham cốc Bắc Sơn, chính là một sơn cốc nham thạch không một ngọn cỏ ở phía bắc tổng đàn của phiêu miều các. Sau khi đến, hoặc không ở trên không xoay một vòng, sau đó khống chế phi cầm bay vào hẻm núi. Hắn nhảy xuống khỏi phi cầm tọa kỷ, nhìn xung quanh không thấy bóng người, hơi buồn bực, bỗng nhiên trên hẻm núi có một người xuất hiện, tốc độ rất nhanh, làm cho hắn trở tay không kịp. Trong nháy mắt giao thủ, thực lực hai bên không cùng một cấp bậc, hắn bị đối phương khống chế trong nháy mắt thực lực người này hoặc không còn nghi ngờ đó là sư tôn nguyên sắc nhưng nhìn dáng người của đối phương biết không thể là nguyên sắc được hắn trầm giọng hỏi người nào người đến chính là gia cát trì chỉ, chỉ là hắn đeo mặt nạ cũng không lên tiếng sách người nhanh chóng lách mình rời đi vòng qua khe núi phi thân bay lên trực tiếp túm người đưa vào trong sơn động trên vách đá dựng đứng đi vào sơn động gia cát trì thả hắn ra đưa tay ra hiệu mời vào bên trong một thân pháp lực vẫn như thường giống như không có ý muốn làm khó mình hoặc không hơi nghi ngờ chẳng lẽ là người sư tôn phái đến gia cát chỉ lần nữa vươn tay mời vào bên trong hắn đành phải mang theo sự nghi ngờ đi vào trong động không lâu sau đã đi đến cuối động một bên có cửa hang khác mà bên trong có một người đang đứng đó là một nữ nhân bình tĩnh thấy rõ mặt của đối phương hoặc không kinh hãi kêu lên lữ vô song lữ vô song nói vào đi sư phụ của ngươi cũng ở đây sư tôn cũng ở đây Hoắc không lập tức bước vào bên trong, hắn nhìn hai bên, không gian trong động không lớn, mà chẳng thấy người nào. đáng lẽ đối phương không cần lừa gạt hắn mới đúng. Hắn mở miệng hỏi: Sư tôn ta ở đâu? Lữ vô song hất cầm về phía cái dương trước mắt hắn, nói: Mở ra xem đi. Hoắc không cảnh giác, nói: Cái gì? Lữ vô song nói: Tự mình xem đi, không cần sợ. Nếu ta muốn giết người thì dễ như trở bàn tay. Hoắc không không biết lời này của đối phương là thật hay giả căn cứ vào suy đoán lúc trước của lục thánh có lẽ thực lực của lữ vô song có vấn đề không biết đã khôi phục lại bình thường chưa nhưng lúc hắn quay về phía sau lưng nhìn người vừa ra tay với hắn biết người này muốn giết mình cũng không khó nói cách khác muốn làm chết hắn thì không cần quanh co làm gì nghĩ đến đây hắn phất ống tay áo một cái thì pháp mở nắp hòm ra trong nháy mắt người được mùi máu tươi lại nhìn thứ ở trong dương vừa nhìn đã biết là có một người chết bị nhét vào trong quan trọng nhất là kiểu dáng quần áo cơ thể to mỏng kia làm cho hắn phải nghi ngờ sợ hãi thậm chí yết hầu còn run rẩy liên tục mãnh liệt ngẩng đầu lên là ai lữ vô song hờ hững nói thật ra ngươi đã đoán được rồi cần gì phải cố hỏi lại nữa hô hấp của hắc không hơi hỗn loạn bỗng nhiên hắn đá một cước vào chiếc dương ầm cái dương bị đánh nát bay ra bốn phía người bị nhét vào trong dương cũng rơi trên mặt đất lộ ra cơ thể cũng để lộ khuôn mặt kia ra con người của hắc không bỗng nhiên co rụt lại rõ ràng là không thể tin nổi, cuối cùng hắn run rẩy ngồi xuống, đưa tay lau bùn đất trên gương mặt kia, đồng thời thi pháp xem có phải là ngụy trang không. Xác nhận người không sai, hắn từ từ đứng lên, cả người hơi run rẩy, lảo đảo lùi về sau hai bước, hỏi. Ai làm, Lữ Vô Song nói, quan trọng sao, người này có thể giết được nguyên mập mạp, có thể thấy được thực lực rồi đấy, ta không tin người có thể vì nguyên mập mạp mà báo thì, tất nhiên cũng đừng nói với ta về tình thầy trò gì đó nàng không thể nói là do bên nghiêu hữu đạo làm ra, nếu có thể nói, nàng đã chẳng xuất hiện ở đây, mà nghiêu hữu đạo sẽ tự mình đến. Trước đó nghiêu hữu đạo lộ mặt là do không còn cách nào khác, nếu có lựa chọn, tất nhiên là cố gắng ít lộ mặt mới tốt. Mà việc này, Lữ Vô Song ra mặt thích hợp hơn nghiêu hữu đạo nhiều. Không nói đến cái khác, Lữ Vô Song có uy tín và sức thuyết phục rất lớn, đôi lúc nghiêu hữu đạo cũng không thể so sánh được. Nếu như Nghiêu Hữu Đạo ra mặt tìm người như Hoắc Không, chỉ sợ phải quanh co vòng vo mất chục vòng mới có được chút sức thuyết phục. Nghiêu Hiếu Đạo cũng tin rằng, đối với Lữ Vô Song mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, không thể khinh thường năng lực của nàng được. Trên mặt hoác không hiện lên vài phần mờ mịt, đúng vậy, giữa hắn và nguyên sắc mà nói đến tình thầy trò thì đúng là buồn cười, cũng đúng, nếu mất đi nguyên sắc làm chỗ dựa, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Hoàn hồn lại, hoác không banh mặt, nói, người đặt chiếc nhẫn này vào trong phòng ta, lữ vô song nói. Mặc dù ta không có thế lực ngoài sáng, nhưng dù sao cũng ở phiêu miểu các nhiều năm như vậy, người xếp vào trong các nhà khác vẫn còn, tìm người đưa chiếc nhẫn này vào phiêu miểu các cũng không phải vấn đề gì, người không cần ngạc nhiên. Hoặc không nói, người muốn làm gì, Lữ Vô Song đáp, có lẽ nên hỏi người phải làm gì mới đúng. Hoặc không thở dài một hơi, người biết rồi còn hỏi, ta ngoài đào mệnh ra thì có lựa chọn khác nữa sao? Lữ Vô Song nói, sau đó lại bị truy sát khắp nơi, người cam lòng sao? không cam lòng thì thế nào? Hoặc không nói đến đây, trần trừ nói tiếp, ngươi tuyệt đối đừng nói là ngươi tìm ta để giúp ta. Lữ vô song nói, ta không giúp ngươi, muốn giúp cũng ngươi tự giúp mình. Tất nhiên, ta đây rất sẵn sàng hợp tác với ngươi. Hoặc không không hiểu nổi, ta sắp phải đào mệnh, ngươi còn muốn hợp tác với ta làm gì? Ngụ ý là hắn chẳng còn lợi thế gì mà phải hợp tác cả. Lữ vô song nói, ta nói rồi, quan trọng nhất là ngươi tự giúp mình. Hoặc không nói, việc đã đến nước này, người không cần vòng vo nữa, có gì cứ nói thẳng đi. Lữ vô song cười nhạt một tiếng, sau đó hử lạnh. Tốt xấu gì ngươi cũng là trưởng lệnh chấp trưởng phiêu miểu các, mà vì sao phiêu miểu các lại có thể làm cho người trong thiên hạ lo sợ, không phải ngươi cũng biết sao. Hoặc không nói, ngươi muốn nói đến các nhãn tuyến của phiêu miểu các, lữ vô song nói, biết là được rồi, nó chính là thứ làm cho thế lực các phái trong thiên hạ phải sợ phiêu miểu các. mươi 2175, cự không đầu hàng một dư nhiệt đại nguyên thánh địa các người phải chạy trốn, mà người phiêu miêu các làm thế nào để bắt các ngươi về. Đương nhiên là yêu cầu các môn phái trong tầm khống chế tham gia đuổi bắt, có môn phái nào dám làm trái chứ? Ngươi hiểu ý của ta chứ? Trước khi bỏ trốn, nếu như không phế bỏ tai mắt của phiêu miêu các, chẳng phải rất ngu xuẩn sao? Chẳng phải sẽ giảm nhẹ gánh nặng lúc chạy trốn? Bây giờ ngươi còn nắm giữ quyền lớn trong phiêu miêu các, không nhân dịp này mà làm việc, đúng là quá ngu ngốc. Phế đi những tai mắt trong bóng tối đi, còn lại vài kẻ ở ngoài sáng, không đủ để làm ngươi phải sợ nữa. Ánh mắt hoác không lóe lên, ngươi nói đùa sao, sư phụ ta đã chết, ngũ thánh sẽ nhanh chóng quét sạch người của đạo nguyên thánh địa, bây giờ ta chạy còn không kịp, sao có thời gian làm những việc đó. Lữ vô song nói, vì vậy ta mới đến đây, hoác không nghi ngờ, có ý gì, lữ vô song phong khinh đạm vân đứng đó không nhúc nhích, nói. Ta đến là để nói cho ngươi biết, ngũ thánh không biết nguyên mập mạp đã chết rồi, cũng không có người nào biết cả, mà ngươi biết thì sẽ không lộ ra ngoài. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, trước khi ngũ thánh phát hiện ra khác thường, ngươi có đủ thời gian để hoàn thành việc này. Khoác không nhấc tay bịt miệng lại, từ từ xoa lên, hắn hơi động lòng, nhưng vẫn khổ sở nói. Việc này không dễ làm, có lẽ ngươi cũng biết, số người phân bố ở các nơi làm tai mắt là hơn nửa phiêu miểu các, muốn tiêu diệt nhiều người như vậy trong thời gian ngắn là không thể nào. Lữ vô song không hề thay đổi sắc mặt, nói, không cần nghĩ phiêu miểu các quá cao, những môn phái trong thiên hạ kia mới là lực lượng lớn nhất trong tu hành giới, chỉ cần bọn họ muốn ra tay, bọn họ muốn làm, đừng nói là một nửa phiêu miểu các, cho dù là toàn bộ phiêu miểu các thì bọn họ cũng có thể lật tung lên được. Hoặc không lắc đầu, nói, ngươi cũng đã nói rồi, điều kiện là bọn họ dám làm hay không. Lữ vô song nói, xem ra nguyên mập mạp mắng người ngu xuẩn đúng là không oan, với năng lực của ngươi còn kém hơn cả đinh vệ nữa, vậy mà nghe không hiểu. Ngươi quên thân phận bây giờ của mình sao? mới đó đã xem mình là đào phạm rồi. Bây giờ ngươi vẫn là trưởng linh của phiêu miểu các, các phái trong thiên hạ không dám, nhưng nếu là lệnh của trưởng lệnh đưa ra, tất nhiên bọn họ sẽ chấp hành. Hoác không cười lạnh nói, trưởng lệnh của phiêu miểu các sao có thể đưa ra mật chỉ như vậy, chỉ sợ các phái vừa nhìn thấy đã nghi ngờ ngay, chuyện này sẽ bị lộ tẩy ngay thôi. Lữ vô song vẫn còn phong phạm của vô song thánh tôn, nàng không nể mặt mũi gì nữa. Ngu xuân, không biết biến báo sao, còn cần ta phải dạy. Ngươi nghe cho kỹ đây, đầu tiên, dùng pháp chỉ bí mật ra lệnh, chia danh sách tai mắt tiềm ẩn cho thế lực các phái. Tách nói riêng cho bọn họ, mặc dù những người trên danh sách kia là tai mắt mà phiêu miểu các cài vào nhà bọn họ, nhưng mục liên trạch, trưởng tôn di là người của ta cài vào, bọn họ vụng trộm cung cấp tình báo cho dương nhiệt. Yêu cầu thế lực khắp nơi bố trí người diệt trừ một cách bí mật, nếu không sẽ nghiêm trị. Chuyện này sẽ không có ai dám hỏi ra miệng, nên bọn họ sẽ không biết môn phái khác cũng nhận được mật chỉ của phiêu miểu các ánh mắt hoác không sáng lên như đang suy nghĩ cái gì lữ vô song tiếp tục nói những danh sách này là cơ mật tối cao của phiêu miểu các được lưu trữ nơi đặc biệt ngoài trừ ngũ thánh ra thì chỉ có trưởng lệnh phiêu miểu các như ngươi mới có thể đọc được nắm được danh sách lập tức làm theo lời ta nói đợi đến lúc các phái ra tay ngươi lập tức trốn đi nếu như cần thiết có thể báo cho những người khác trong đại nguyên thánh địa đều chạy trốn sau khi làm xong chuyện ta sẽ ở đây thả tiếng gió giúp ngươi, đến lúc đó các thế lực kia sẽ tự biết phải làm gì. Ngũ Thánh không dám diệt trừ thế lực trong thiên hạ, mà bọn họ cũng không có năng lực đó, chỉ có thể là Pháp không trách chúng. Ngươi nghĩ lại mà xem, khi các phải biết tai mắt của phiêu miểu các đã bị diệt trừ, vậy thì sẽ có hậu quả thế nào? Vậy có nghĩa là phiêu miểu các đã không thể khống chế thế lực khắp nơi nữa, phương pháp duy trì tạm thời là dựa vào võ lực của ngũ thánh để uy hiếp. Đến lúc đó, cho dù là phiêu miểu các hay ngũ thánh, đều phải vội vàng khống chế cục diện ai có tâm tư đi bắt các ngươi nữa hoặc không bỗng nhiên cười khổ ta đã hiểu người muốn phế bỏ gốc rễ mấy trăm năm của phiêu miểu các tuyệt đối không phải nói điêu tai mắt trải rộng khắp thiên hạ chính là mạch lưới mà phiêu miêu các xây dựng cả mấy trăm năm không phải là một vài người không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được bọn họ xếp vào trong phải cẩn thận để không bị phát hiện có không ít tai mắt đã trở thành cao tầng của các phái nếu như mạch lưới này bị phá hủy chưa miểu các muốn xây dựng lại cũng phải mất mấy chục năm sau may ra mới làm ra được quy mô đơn giản lữ vô song nói phân tích lũy này cũng có công lao của ta bây giờ bọn họ đá ta ra ngoài còn dám lợi dụng công lao của ta để đối phó với ta sao ta không nện bát cơm bọn họ được phá hủy thì phá hủy nó đều tốt với ta và ngươi ở điểm này ta và ngươi đều cùng suy nghĩ trong lòng người nghe là ra các chỉ rung động mãnh liệt đây là một trận phản kích nhằm vào cửu thánh không bây giờ là ngũ thánh hắn ẩn núp trong hoàng cung triệu quốc nhiều năm cũng tận mắt nhìn thấy toàn bộ tu hành giới nớp nớp lo sợ cửu thánh nhiều năm qua không ai dám làm phản bây giờ đã gặp được một người có can đảm đứng ra tranh đấu với cửu thánh mà hắn cũng ở trong đó đúng là một tình cảnh ầm ầm nổi sóng đến cỡ nào mao lư sơn trang bên hồ sen bỗng nhiên thiệu bình ba quay đầu lại hỏi thiệu tam tỉnh nói đúng vậy nghe nói nơi đầu tiên la thu và nguyên sắc đánh nhau là mao lư sơn trang sau đó thế lực hai bên mới đánh nhau làm cho những người xung quanh gặp tai nạn, phủ thành Nam Châu bị tổn thất nặng nề. Thiệu Bình Ba nghi ngờ không thôi, vì sao lại là Mao Lư Sơn Trang? Nhìn phản ứng của hắn, Thiệu Tam tỉnh thử hỏi. Đại công tử vẫn còn nghi ngờ nghiêu hữu đạo, ánh mắt Thiệu Bình Ba lóe lên, bỗng nhiên liên lụy đến Mao Lư Sơn Trang, trong lòng ta có cảm giác không yên, đúng là nhịn không được nghĩ đến nghiêu hữu đạo, nếu không vì sao La Thu lại đánh nhau với nguyên sắc, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Hắn chợt quay đầu lại nói lập tức đưa tin hỏi giả vô thiệt xem hắn có biết chuyện gì xảy ra không được thiệu tam tỉnh đồng ý bên giả vô quân cũng trả lời đầu tiên thông báo nguyên nhân lục thánh âm thầm tỏa trấn ở các quốc gia nguyên sắc phụ trách yến quốc bởi vì nguyên sắc muốn ăn ngon mà mao lư sơn trang lại nổi danh cả thiên hạ nên hắn ẩn núp trong mao lư sơn trang hình như chuyện là do không biết sao nguyên sắc lại bắt con gái của la thu đi vì vậy la thu đã tức giận ra tay được biết rõ nguyên nhân lòng nghi ngờ của Thiệu Bình Ba mới dần dần trở nên thoải mái. Sau khi xử lý thỏa đáng một đống chuyện, Lữ Vô Song quay về, như Hữu Đạo thấy vậy thì mời nàng ngồi xuống, cười hỏi. Thế nào rồi, bây giờ Vương Phủ và Mao Lư Sơn Trang đều bị phá hủy, còn mất thời gian để xây lại, thương triều tông trưng dụng một trạch viên của người dân, mà hộ gia đình kia cũng vui vẻ kính dâng. Ước gì giữ gìn được mối quan hệ với Thương Triều Tông, có thể nói là cầu còn không được. Một đám người trong Mao Lư Sơn Trang cũng đi theo, nhiều hiếu đạo cũng nằm trong số đó, nhưng mà hắn vẫn trốn dưới mặt đất như cũ, địa đạo là do vân cơ mở ra. Lữ vô song ngồi xuống đối diện với hắn, nói, rất tốt, sẽ không có vấn đề gì, cũng đã tạo đường dây liên lạc với hắn, lúc nào cũng có thể trao đổi. Nhiều hiểu đạo cười nói, tốt, chỉ cần phế đi tai mắt của phiêu miểu các, những kẻ ngoài sáng chẳng đáng sợ nữa, bọn họ sẽ trở thành bia sống có thể diệt trừ, ta muốn xem ngũ thánh muốn làm sao để kiểm tra đối chiếu sự thật nữa chương 2176, cự không đầu hàng hai Ngay lúc này, quản phương nghi đi vào trong mật thất, gật nhẹ đầu với lữ vô song, sau đó mới cấp báo. Đạo gia, tây quốc xảy ra chuyện, đúng là xảy ra chuyện thật, mặc dù nhân mã dưới chướng đại tư mã cao phẩm của tấn quốc rất ổn định, nhưng lại bị cao phẩm ở sau lưng phá rối nghĩ hết tất cả các biện pháp để chèn ép bọn họ. Quân tần rời xa quê nhà, phải đối mặt với tình hình bất lợi, trong lòng vốn đã lo sợ không yên rồi, bây giờ địa bàn tần quốc lại bị yến, hàn chia chắt lòng người quân tần lung lay cao phẩm nhờ đó bắt được cơ hội bên trong quân tần có người bị suối gục đám người trông coi lương thảo làm phản dùng một mồi lửa đốt sạch quân lương sau đó chạy thẳng về phía quân tấn đợi đến lúc quân tần kịp phản ứng lại ra lệnh cho người đuổi theo chém giết nhưng đã chậm đại thế đã mất tâm tư con người thay đổi vì mạng sống chuyện kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra trên hành lang trung tâm của một phủ thành cũng là trung tâm quân tần chiếm đóng la chiếu đang banh mặt lạnh lùng nhìn các chủ tân nhiệm Lộ Uyên của Hiểu Nguyệt Các. Lúc nghe được lời tra hỏi của La Chiếu, Lộ Uyên lập tức phản bác. Tướng quân không trị nổi binh lính, không dùng binh nổi, ngược lại quay đầu trách tội lên đầu chúng ta, đây là đạo lý gì vậy? La Chiếu nổi giận, nói, ta đã nói, không được mượn tay người khác trông coi lương thảo, ta muốn Hiểu Nguyệt Các tự mình phái cao thủ đến trông coi, nếu như có cao thủ tỏa chấn, sao quân địch có thể dễ dàng đốt hết lương thực như vậy? Phản quân cũng đâu dám làm càn, phản quân muốn đốt lương thảo thì không thể không có sự phối hợp của tu sĩ được, nói cách khác, toàn bộ phản quân cộng thêm một đám tu sĩ tần quốc nữa, bọn họ liên thủ với nhau giết chết người hiểu nguyệt các canh giữ, sau đó phản quân mới có thể phóng hỏa chạy đi được. Lộ Uyên trầm giọng nói, ta đã nghe lời tướng quân, điều người đến trông coi, là do tướng quân không dùng được binh, nếu không đã không phải đám phản quân kia đến trông coi lương thảo. La Chiếu tức giận đến mức mài nát răng, ầm, hắn đập tay lên bàn, giận dữ mắng, phái người đến, Người nghĩ rằng hiểu nguyệt các là cái gì? Tùy tiện phái mấy người đến là có thể hù dọa người khác được sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết tình hình bây giờ thế nào? Lòng người lung lay, cho dù phái đội ngũ nào đến, đều sẽ trở thành mục tiêu mà quân tấn xúi dục. Vừa nói ra lời này, sắc mặt đám người hiểu nguyệt các đều thay đổi, phó tướng ở bên cạnh lặng lẽ kéo tay áo của La Chiêu, nhưng La Chiếu lại vung mạnh tay hất ra. Một trưởng lão trầm giọng nói, tướng quân, xin ngài ăn nói cẩn thận, bây giờ chúng ta sẽ xem như tướng quân đang nói nhảm không tính toán với ngươi nhưng có một số việc tướng quân cũng nên biết chính là vì lòng người lung lay nên hiểu nguyệt các chúng ta không thể không phái ra nhiều người theo dõi đại quân được vì vậy mới làm cho lương thảo gặp nạn la chiếu tức giận đến mặt mày trắng bệch suýt chút nữa nôn ra máu các ngươi không biết cái nào quan trọng hơn sao hành quân đánh giặc lương thảo là quan trọng nhất nếu không có lương thảo vậy thì chẳng phải chỉ một nhóm phản quân thôi đâu mà là toàn quân bị diệt trưởng lão kia vẫn khuyên can nói tướng quân lúc này so đo cái này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa phải nghĩ ra kế sách khác la chiếu cười lạnh nói kế sách còn có kế sách gì lời nói của ta còn có tác dụng gì không vốn dĩ vệ quốc đưa ra điều kiện với tam phái ta để cho các ngươi đồng ý với bọn họ các ngươi không chịu làm cho cố viễn đạt làm phản thành công khiến cho cục diện thay đổi trong nháy mắt ta để cho các ngươi triệu tập người đi canh giữ lương tảo nhưng các ngươi không nghe tự ý làm việc làm cho lương thảo bị thiêu hủy. Nếu Ngọc Thương Tiên Sinh còn sống, chắc chắn sẽ nghe theo đề nghị của ta, nhưng đổi lại là các ngươi, ta đã bó tay rồi, các ngươi muốn làm thế nào cũng không cần hỏi ý kiến của ta nữa. Tướng quân, phó tướng ở bên cạnh lôi hắn lại, không thể nói ra loại lời này được, dễ đưa đến họa sát thân. Chuyện cho đến nước này, La Chiếu cũng mặc kệ, có một số chuyện cứ nghẹn ở cổ họng, không nói ra thật sự không thoải mái. Khuôn mặt của Lộ Uyên đen lại, đối phương nói đến Ngọc Thương, không khác gì chửi bới hắn vô dụng. Thật sự không biết là lúc đó hắn cũng khó xử sao, hắn vừa trở thành các chủ hiểu nguyệt các nên có nhiều người không phục, vừa mới lên trước mà đồng ý điều kiện của vệ quốc ngay thì người ta sẽ nhìn hắn thế nào. Hơn nữa nhìn tình hình lúc đó mà xem, không cần đồng ý cũng được. Còn về chuyện Lương Thảo, hắn cũng có chỗ khó, đầu tiên là cho rằng Lương Thảo thiêu hủy cũng chẳng sao, chỉ cần giám sát chặt chẽ bên dưới là được, thế cục trước mắt dễ làm lòng người lung lay, nếu có phản quân xuất hiện, mặt mũi các chủ mới nhậm chức như hắn thật không dễ nhìn. Bên phía quân tề, biết được kinh biến này, ngay cả hô diên vô hận cũng tức giận đập bàn, mắng mỏ la chiếu lại phạm sai lầm cấp thấp thế này. Mà chân chính tiến thối lưỡng nan chính là quân tần, hơn 2 triệu nhân mã, mặc dù trên tay còn chút lương thảo, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, nay biết lương thảo đã bị đốt, càng làm cho quân bàng hoàng hơn. Vậy là có không ít người lặng lẽ liên lạc với quân tấn bên kia, ý đồ muốn đầu nhập vào cuối cùng lúc trưởng lão khí vân tông xâm nhập trung tâm quân tấn tìm được cao phẩm cười ha ha nói cao đại nhân chuyện lớn đã thành quân tần đầu hàng người hiểu nguyệt các đến liên hệ với ta xin hàng còn về điều kiện đàm phán còn mời cao đại nhân quyết định cao phẩm ném văn thư trong tay lên bàn từ từ đứng dậy nói điều kiện không có điều kiện trưởng lão khí vân tông nghi ngờ nói chỉ cần đối phương đầu hàng nếu điều kiện không quá đáng thì vẫn có thể đồng ý được mà Cao Phẩm nhàn nhạt mỉm cười nói, trưởng lão suy nghĩ nhiều rồi, ta muốn hắn đầu hàng làm gì? Nếu muốn hàng, thì phải hàng từ sớm, mà lúc này đầu hàng, đã muộn. Ta đã ra lệnh xuống, mặc kệ là cả toàn bộ quân tân, chỉ cần ở trong bất kỳ đoàn đội nào của quân tân, tuyệt đối không nhận, cự tuyệt đầu hàng. Trưởng lão kinh ngạc, nói, vì sao, chẳng lẽ đại nhân muốn nhân cơ hội tiêu diệt hết quân địch? Cao Phẩm cười ha ha, nói, đầu tiên làm đối phương chó cùng rứt rậu, sau đó liều mạng với ta. Cao mô không phải là người làm ra những chuyện ngu xuẩn thế này. Trưởng lão, bây giờ không cho đầu hàng, cũng không ra tay, đó mới là kế hay. Nếu chịu cho bọn chúng đầu hàng, hơn 2 triệu nhân mã kia cần bao nhiêu lương thảo mới nuôi nổi. Đó không phải là con số mà chúng ta có thể đưa ra nổi, nhưng mà. Nếu như quân tề là minh hiếu, vì vậy phải làm cho bọn họ đi tìm quân tề để nghĩ biện pháp. Trong lời nói có ý vị thâm trường, trưởng lão khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh ra, hiểu được, bây giờ cứ tuyệt đầu hàng, quân tần sẽ không có lựa chọn khác, chỉ có thể lui về phía sau, đi qua quân tề xin giúp đỡ, mà tồn kho của quân tề cũng không có nhiều, đây là ép quân tần đi tiêu hao lương thảo của quân tề. hay Cao đại nhân thật quá tài giỏi, trưởng lão tỉnh ngộ, liên tục vỗ tay khen hay. Từ Kim Động, đại điện nghị sự, nghiêm lập và phó quân nhường cùng với các trưởng lão nhanh chóng đến đây, bọn họ đi vào đại điện mới phát hiện ra hai vị thái thượng trưởng lão xuân tín lương và đồ khoái cũng ở đây những người đi đến nhanh chóng hành lễ với hai người người đã đến đầy đủ cung lâm sách lên tiếng đầu tiên các vị có biết còn ai chưa đến không tất cả mọi người nhìn xung quanh nghiêm lập nói nguyên ngạn trưởng lão cung lâm sách hơi gật đầu nói vì sao hắn không đến mọi người nhìn nhau mạc linh tuyết nói nghe nói là trưởng môn phân phó nguyên trưởng lão đi làm việc gì đó cung lâm sách nói đúng vậy Chính xác mà nói là do ta cố ý đẩy hắn đi chỗ khác. Cố ý đẩy đi, tất cả mọi người nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó nhìn về hắn, chờ Cung Lâm Sách nói hết, bọn họ biết trưởng môn nói vậy là có nguyên nhân. Chương 2177, hành động quét sạch. Cung Lâm Sách móc một lá thư từ trong tay áo, trầm giọng nói: "Ở chỗ ta có một phong thư mật, chính là do trưởng lệnh Hoắc Không của Phiêu Miểu Các tự mình đưa ra pháp chỉ, đồng thời mời hai vị thái thượng trưởng lão và các trưởng lão đến đây là để bàn bạc việc này." chuyện thế nào vậy tất cả mọi người đều kinh nghi cung lâm sách quay người hai tay cầm mật thư cung kính đưa cho hai vị thái thượng trưởng lão xuân tín lương và đồ khoái hai người nhìn nhau đồ khoái tính tình nóng này một tay giật thư về mở ra cùng nhìn với xuân tín lương bên cạnh bọn họ cùng nhìn nội dung ở trên lá thư không nhìn thì thôi sau khi nhìn thì sắc mặt hai người ngưng trọng lại nhìn nhau một lái xuân tín lương đã cầm thư từ tay đồ khoái trả lại cho cung lâm sách nói hai người chúng ta đã lui khỏi vị trí việc này để cho trưởng môn và các vị trưởng lão thương lượng rồi quyết định đi hai người chúng ta nghe theo quyết định của tông môn đúng giọng nói buồn bực của đồ khoái vang lên tỏ vẻ đồng ý cung lâm sách giơ hai tay nhận lá thư sau đó đưa cho các vị trưởng lão ở xung quanh xem ngay cả hai vị túc lão đều không muốn phát biểu ý kiến cộng thêm dáng vẻ nghiêm túc của cung lâm sách các vị trưởng lão đã ngửi được mùi không bình thường nghiêm lập chủ động bước lên trước nhận thư mở ra xem ba vị trưởng lão phó quân nhược, Doãn Dĩ Đức, Mạc Linh Tuyết lập tức vây quanh, cùng nhau nhìn nội dung trong thư. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã thay đổi sắc mặt. Trong thư chỉ có một ý, đó là phiêu miểu các muốn diệt trừ dư nghiệt trưởng tôn di, mục liên trạch, lữ vô song xếp vào trong các phái. Nói cách khác, những người này vốn là mật thám của phiêu miểu các, nhưng bây giờ ba người trưởng tôn di đã rơi đài. Vì sao muốn diệt trừ, nghĩ thôi cũng biết là có ý gì. Hơn nữa ở trong thư hoắc không có nói, căn cứ tình báo đáng tin, những dư nghiệt này vẫn còn cung cấp tin tình báo cho thế lực dưới chướng mấy người trưởng tôn di. Có thể hiểu được, sao bây giờ lục thánh có thể để yên cho những người này được. Nhìn những cái tên phía sau, lít nha lít nhít, gần mấy trăm người. Nhất là cái tên đầu tiên, thình lình chính là trưởng lão nguyên ngạn của tử kim động. Mọi người đã hiểu, khó trách trưởng môn muốn dẫn nguyên ngạn rời đi, thử hỏi sao có thể cho nguyên ngạn biết chuyện này được. nghiêm lập ngẩng đầu, khó có thể tin nói sao nguyên trưởng lão lại là thám tử của phiêu miểu các được? Cung lâm sách nghiêng mắt nhìn hắn một chút, sao lại không thể, ngay cả thái thượng trưởng lão Trung Quốc tử đều là người của phiêu miểu các, hắn hỏi lại. Người hỏi chúng ta, chúng ta hỏi ai, có phải hay không, đợi đến lúc nguyên trưởng lão về thì sẽ biết ngay, cũng không phải do hắn nói là được. Tâm tình mọi người nặng nề, bình thường nguyên ngạn gây chuyện với người trong tông môn, ai có thể ngờ hắn là gian tế chứ? Thật ra trong lòng ai cũng hiểu được, phiêu miểu các tự mình gửi danh sách đến, sợ là không phải là giả nhưng nguyên ngạn lại là thám tử của phiêu miểu các làm cho mọi người đều phải run sợ trong lòng căng lên từng đợt thậm chí có cảm giác đổ mồ hôi lạnh có thể tưởng tượng được mỗi lần cao tầng từ kim động bàn luận bí mật chỉ sợ phiêu miểu các đều biết rõ ràng nói không dễ nghe chút nào cũng không biết nguyên ngạn có bán cho phiêu miểu các không mạc linh tuyết nói trong tông môn cộng thêm thế lực môn phái mà tông môn quản lý tai mắt của phiêu miểu các đã lên đến mấy trăm người đó chỉ là người của ba nhà trưởng tôn di Mục Liên Trạch và Lữ Vô Song thôi, nếu như có thêm những thánh tôn khác, nội bộ chúng ta đã bị thẩm thấu đến trình độ nào rồi. Cung Lâm sách trầm giọng nói, Mạc trưởng lão, cẩn thận những lời không nên nói. Mạc Linh Tuyết nghe hiểu lời của trưởng môn, nàng vô thức ngước mắt nhìn những người khác, ngay cả nguyên ngạn cũng là mật thám của phiêu miểu các, ai có thể chắc chắn được trong những người này không có người thứ hai, có mấy lời đúng là không nên nói, nên câm miệng thì hơn. Cung Lâm sách giờ mật thư trong tay lên bây giờ phiêu miểu các đã đưa cho ta toàn bộ danh sách cần diệt trừ liên lụy đến nhiều người như vậy có muốn chấp hành hay không mình ta không thể làm chủ được nếu các vị có ý kiến gì có thể nói thoải mái mọi người đều yên tĩnh không ai lên tiếng cung lâm sách lại hỏi ý của mọi người là không chấp hành sao phó quân nhượng cười khổ một tiếng nói trưởng môn sao không chấp hành việc này được phiêu miểu các đã nói rõ ràng nếu không làm sẽ nghiêm trị không tha cung lâm sách nói Ý kiến của những người khác thì sao?" Doãn Dĩ Đức Trần chờ nói. Trong này liên lụy đến người của Lữ Vô Song, bây giờ Lữ Vô Song vẫn còn sống, chúng ta lại động vào người của Lữ Vô Song, lỡ sau này nàng tìm chúng ta thì sao? Nhưng nếu không chấp hành, Phiêu Miểu Các cũng sẽ không buông tha chúng ta, đúng là tiến khó, lùi cũng khó." Cung Lâm Sách nói, chuyện rất gấp gáp, Phiêu Miểu Các đưa ra kỳ hạn, không quyết định ngay không được. "Nếu không thì làm vậy đi, chúng ta bỏ phiếu, ai muốn chấp hành thì giơ tay lên." Hắn nói xong thì giơ tay dẫn đầu, không ai muốn cuốn vào ân oán của các thánh tôn, nhưng không còn cách nào nữa, nếu Phiêu Miểu các đã quyết định ra tay, vậy thì không có lựa chọn khác. Là chọn hay không chọn, thật ra cũng không khó, ai có quyền, ai có thế hơn thì đứng bên đó, trừ đó ra thì làm gì được nữa. Chẳng lẽ lấy trứng chọi đá? Hắn giơ tay, Nghiêm Lập cũng giơ tay đồng ý, những người khác cũng thở dài rồi giơ tay lên. Chỉ có hai vị thái thượng trưởng lão không phản ứng, Cung Lâm Sách nhìn về phía hai người đưa ra ánh mắt hỏi thăm. Xuân Tín Lương vẫn theo câu nói kia, hai người chúng ta sẽ nghe theo quyết định của tông môn. Cung Lâm Sách gật đầu, quay đầu nhìn mọi người, vậy cứ quyết định như thế đi, chấp hành theo kế hoạch của Phiêu Miểu Các, để đề phòng lộ ra ngoài, chúng ta khống chế Nguyên trưởng lão trước. Tâm tình mọi người rất nặng nề, mặc kệ trước kia có ân oán hay không, dù sao Nguyên ngạn cũng là đồng môn nhiều năm với bọn họ, bây giờ lại vì một câu của người ngoài mà ra tay với đồng môn cho dù nguyên ngạn có là gian tế đi nữa tâm tình của mọi người cũng rất phức tạp cung lâm sách quan sát phản ứng của mọi người bỗng nhiên hắn nghiêm túc cảnh cáo các vị tuyệt đối không được để lộ ra chút tiếng gió nào nếu để cho dư nhiệt của trưởng tôn di mục liên trạch và lữ vô song chạy mất phiêu miểu các truy cứu trách nhiệm xuống tử kim động chúng ta chịu không nổi đâu sau khi rời khỏi tông môn đến tiền trang trao đổi một số chuyện tài vụ cho tử kim động nguyên ngạn quay về cũng không biết có chuyện đang đợi mình vừa về đến tông môn đã có đệ tử đến truyền lời, nói hai vị thái thượng trưởng lão có chuyện tìm hắn, gọi hắn đi đến nơi thái thượng trưởng lão tiềm tu ở phía sau núi. Tất nhiên là nguyên ngạn sẽ chạy đến ngay, lúc gặp mặt hai vị thái thượng trưởng lão, có hai vị túc lão muốn thì thầm bên tai hắn. Nguyên ngạn không phòng bị bẫy dập, còn tưởng là có chuyện quan trọng gì thật, hắn ghé mặt lại gần, không ngờ hai vị túc lão bỗng nhiên ra tay, nguyên ngạn trở tay không kịp nên bị bắt tại chỗ. Vì sao, nguyên ngạn kinh hô, đồ khoái nhấn hắn xuống, cũng không lên tiếng. Sau đó, trưởng môn cung lâm sách và mấy vị trưởng lão từ bên ngoài cửa đi vào, đứng trước mặt nguyên ngạn. Nguyên ngạn vùng vẫy một lúc cũng không thoát nổi, hắn trầm giọng nói. Trưởng môn, ngươi làm vậy là có ý gì? Sắc mặt cung lâm sách không thay đổi chút nào, nói. Nguyên sư đệ, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng bây giờ có chuyện cần nhờ ngươi xác nhận. Nguyên ngạn tức giận nói. Chuyện gì? Cung lâm sách nói. Ngoài trừ thận phận trưởng lão tử kim động ra, người có thân phận khác không và di ti. Nguyên ngạn ngạc nhiên, nhanh chóng nhìn ánh mắt chằm chằm của mọi người xung quanh, trong lòng lộp bột một cái, nhưng cắn chết vẫn không thừa nhận. Trường môn, ta không hiểu ngươi đang nói gì, thân phận khác ở đâu ra chứ? chương 2178, tận diệt một. Cung lâm sách lạnh lùng nói, ví dụ như thám tử phiêu miều các, nguyên ngạn giận tím mặt, la lên, nói hưu nói vượn, cung lâm sách nói, chẳng lẽ trường lệnh của phiêu miều các có thể ăn nói bậy bạ được sao? Nguyên ngạn gầm thét, hoang đường, hắn không tin trưởng lệnh phiêu miểu các sẽ công khai thân phận của hắn ra ngoài cung lâm sách gật đầu với đồ khoái đồ khoái thả nguyên ngạn ra cũng không sợ hắn làm loạn nguyên ngạn đã bị hạ cấm chế lên người không thể vận dụng pháp lực được nữa người tự xem đi cung lâm sách phất tay ném mật tin của phiêu miểu các gửi đến nguyên ngạn cầm lên sau đó nhanh chóng mở ra xem thấy nội dung trên thư sắc mặt hắn trở bên khó xem cuối cùng là chán nản còn có ý cười thảm Vừa rồi còn chắc chắn rằng phiêu miểu các sẽ không lộ thân phận của hắn ra, không ngờ mình lại bị liên lụy vì cửu thánh nội đấu. Vừa rồi hắn còn nghĩ rằng, cho dù tông môn biết thân phận thì cũng không dám chu sát hắn, chẳng lẽ còn dám giết người phiêu miểu các sao? Ai ngờ là do phiêu miểu các hạ lệnh giết hắn, nguyên ngạn bây giờ đã hiểu, cho dù hắn không thừa nhận, tông môn cũng sẽ chấp hành pháp chỉ của phiêu miểu các. Cung lâm sách ra tay, cầm mật tin trở về, nghiêm túc nói. Nguyên sư đệ, người không oan uổng đúng không? hỏa từ trời rơi xuống, khí thế của nguyên ngạn xẹp xuống, cười thảm lẩm bẩm. Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội tông môn, năm xưa lúc đông môn sư huynh sư để cạnh tranh vị trí chấp sự, lại bị phiêu miểu các theo dõi, ta bị bọn họ nhắm vào thì có lựa chọn khác sao. Nhưng cũng là do ta tự tìm, nếu lúc đó không tỏ vẻ quá vội vàng, dễ lợi dụng, có lẽ phiêu miểu các sẽ không để mắt đến ta. Thật ra ta thường xuyên âm thầm hối hận, nhưng đã đặt chân vào rồi, đã không còn đường lui nữa. Thấy hắn thừa nhận, không khác nào đã chứng minh danh sách phiêu miêu các cung cấp chính xác rồi, tất cả mọi người đều cảm thán hoặc im lặng. Cung lâm sách chợt hỏi, Mục Liên Trạch, Trưởng Tôn Di, Lữ Vô Song, người người của ai trong đám bọn họ. Nguyên ngạn cười khổ, nói, ta đâu biết được mình là người nhà ai, ngay cả hình dáng bọn họ thế nào ta cũng chẳng biết, ta chỉ biết mình gia nhập phiêu miêu các, chưa từng nói cho ai biết điều này, không phải chỉ là người của phiêu miêu các sao. Trước đó, ta hoàn toàn chẳng biết bên trong còn phân phe phái, cũng chẳng biết mình cung cấp tình báo cho nhà nào. Trưởng môn, bây giờ ta đã rất hối hận, chuyện đi đến nước này, ta không cần nói dối làm gì. Cung lâm sách nói, ngươi là người nhà ai, chúng ta không cần phải quan tâm, chúng ta không muốn dính vào chuyện của phiêu miểu các nhiều, chỉ xác nhận xem có oan uổng ngươi không thôi. Hắn giơ mật tín trong tay lên, thư đây, ngươi nhìn xem, phiêu miểu các muốn đầu của ngươi về, tông môn không có lựa chọn khác, ngươi đừng trách chúng ta. Nguyên ngạn ảm đạm cúi đầu, nói, ta biết, nếu chuyện bị lộ ra, cho dù không giết ta, ta cũng không còn mặt mũi nào nhìn mọi người trong tông môn nữa. Hai vị thái thượng, ta để hắn cho các ngươi xử lý, tuyệt đối không thể làm cho người khác nhìn thấy được, nếu không sẽ đánh cỏ động rắn. Cung Lâm Sách chắp tay thỉnh cầu, đây cũng là lý do vì sao hắn phải dụ Nguyên Ngạn ra sau núi mới ra tay. Hai vị thái thượng trưởng lão gật đầu, Cung Lâm Sách bỗng nhiên dẫn người đi, sau đó tiếp tục bàn bạc với mấy vị trưởng lão, bắt đầu tiến hành bố trí xử lý những người trên danh sách quét sạch nội bộ tông môn. Không nhiều công sức, chỉ trong một ngày đã hốt gọn hết tai mắt của phiêu miểu các trong tông môn. Bọn họ làm việc cực kỳ bí mật, không tạo nên chút gợn sóng nào, cũng không có gì khó khăn. Trước đó không hề có dấu hiệu gì, nên tai mắt của phiêu miểu các không hề đề phòng, giống như nguyên ngạn bị bắt vậy, người phía trên mượn cớ gọi người đi làm việc, sau đó lặng lẽ giải quyết. Người không thấy, có thể nói với người khác là đang chấp hành nhiệm vụ. Phiêu miểu các đưa ra kỳ hạn, nên bên môn phái không dám chậm trễ, bọn họ nhanh chóng quét sạch khu vực trung tâm tông môn, các vị trưởng lão nhanh chóng đến chấn thủ phạm vi thế lực, tự mình tham gia hành động thanh trừ tai mắt. Mà hành động giống thế này, gần như là tất cả các môn phái lớn đều tiến hành làm ra. Hành động quét sạch được bí mật thực hiện nhằm tránh đi tai mắt của phiêu miểu các, để tránh những tai mắt này nên khó lộ tiếng gió gì ra ngoài. Mặc dù quy mô của hành động rất khổng lồ, nhưng lại bị đẩy kín nắp để hành động, ví dụ như trong tử kim động, rất nhiều đệ tử không biết trong tông môn xảy ra chuyện, ngoài tu hành giới càng không nghe được tiếng gió gì. Trong phủ thành Nam Châu, kiến trúc hư hao đang được xây dựng lại, sau một trận sóng gió, phía trên không có ai truy cứu, phía dưới cũng chẳng giải quyết được gì, dùng tiền để ổn định lòng người là được. Đối với những người đã mất đi thân nhân, tiền cũng chẳng xua đi sự đau xót được, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, người nhận được tiền trợ cấp để nâng cao cuộc sống sau này còn hơn là chẳng được gì. Bên Thương Triều tông thử liên lạc với Tiền Trang Thiên Hạ hy vọng sẽ nhận được chút bồi thường, dù sao đây cũng là chuyện do La Thu và Nguyên Sắc làm ra. Kết quả tiền trang thiên hạ không thừa nhận chuyện của La Thu và Nguyên Sắc làm. Sau khi kéo dài thời gian, bên phía thương Triều Tông hiểu được, không phải tiền trang thiên hạ không bỏ ra được số tiền đó, mà là không muốn thừa nhận hai vị thánh tôn làm sằng bậy ở nhân gian, vì vậy thương Triều Tông xem như thôi. Trở về căn nhà nhỏ dưới mật thất, quản phương nghi đi vào, nhìn thấy Nhiêu Hữu Đạo đang nói chuyện với Lữ Vô Song, nàng bước lên quấy giày. Đạo gia, trưởng lão nghiêm lập của tử kim động đang chạy cả ngày lẫn đêm đến đây, hắn đang nói chuyện bí mật với ba phái lưu tiên tông, có lẽ là đang bố trí thanh trừ tai mắt của phiêu miêu các. Nghiêu hữu đạo cười ha ha, nói, nghiêm lập, mệnh của lão tiểu tử này thật lớn, vậy mà còn sống rời khỏi thánh cảnh được, nói ra thì cũng nhờ bên chúng ta giúp hắn. Quản phương nghi thở mạnh một cái, nói, không phải là người đưa hắn vào sao, Lữ vô song lại nhắc nhở, chuyện thanh trừ tai mắt của phiêu miểu các liên lụy đến rất nhiều người, sợ rằng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, có lẽ sẽ có cá lọt lưới. Như hữu đạo xem thường, nói, điều này có quan trọng không? Điều mấu chốt là, những tai mắt mà phiêu miểu các sắp xếp vào đã bị lộ, phế đi. Điều này có nghĩa là gì? Hắn đứng dậy đi đến gần địa đồ, liếc nhìn bản đồ toàn thiên hạ, nói. Trong thế lực cửu thánh, thế lực của trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch đã bị tan giã, thế lực của ngươi và nguyên sắc cũng rời khỏi bọn họ, thậm chí là cho chúng ta sử dụng, phiêu miểu các lại mất đi những tai mắt kia tác dụng đã mất chỉ còn lại một đám tay chân đơn giản lực lượng của ngũ thánh chẳng khác nào lão hổ mắt mù cửu thánh mất đi thế lực của tứ thánh phiêu miểu các đã phế đi thế lực bị hao tổn cực lớn sau này chỉ có thể dựa vào sự uy hiếp của bốn người ngũ thánh thiên hạ này bị cửu thánh làm khổ lâu như vậy rồi lòng người bàng hoàng nếu nói về thế lực bọn họ đã không bằng chúng ta nữa những kẻ dưới trướng ngũ thánh không đáng để sợ sau chuyện này chúng ta chỉ cần đối phó với ngũ thánh không cần sợ hãi nhiều thứ, thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Hắn quay người lại, đảo mắt nhìn hai người, nói. Bọn họ muốn khống chế phi cầm tòa kỳ không cho người trong thiên hạ sử dụng, lần này chúng ta sẽ làm một đám bay ra từ chỗ hoắc không, chỉ cần bay đến nơi ngũ thánh không vươn tay đến, xem bọn họ làm gì được ta. Lữ vô song và quản phương nghi nhìn ra được sự hăng hái của hắn, rất lâu rồi tâm trạng của Ngưu hữu đạo mới tốt đẹp như vậy, giống như tháo một chiếc túi nặng khỏi người. Cũng có thể hiểu được, nguyên sắc chết đi, hắn chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội này, làm cho tình hình thay đổi nghiêng trời lệch đất chỉ trong một đêm. chương 2179, tận diệt 2. Quản phương nghi thử nhắc nhở một câu, ngũ thánh muốn xếp tai mắt vào môn phái, chẳng lẽ chỉ có mỗi phiêu miểu các làm việc này, chẳng lẽ bọn họ không tự mình khống chế một bộ phận thám tử mà phiêu miểu các không biết. Lữ vô song nói, người quá lo rồi, cửu thánh kiềm chế lẫn nhau, giữa các bên đều dùng trăm phương ngàn kế. Vì vậy sẽ không có ai tốn thời gian và nhân lực để mắt đến nhân gian, nên bọn họ mới giao việc này cho phiêu miều các xử lý nhân gian không phải là chiến trường bọn họ tranh đấu lúc trước khi bọn họ mới quật khởi thì có thể làm như vậy dù sao cũng đi lên từ nhân gian phía sau cửu thánh đều nghĩ biện pháp đưa thám tử của mình vào trận doanh lẫn nhau quản phương nghi ừ một tiếng khẽ gật đầu nàng hiểu rồi hỏi tiếp đạo gia bên phía công tôn bố làm sao bây giờ lữ vô song trả lời thay hắn không ở trên danh sách quản phương nghi ngạc nhiên nói không có chẳng lẽ hắn chưa gia nhập vào phiêu miểu các? Lữ vô song nói, ta nói với hoác không tránh vài quốc gia ra, bao gồm cả nơi này, để hắn không đưa danh sách thám tử ra ngoài. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn như hữu đạo, có lẽ là vì công tôn bố, còn những nơi khác là để che giấu. Quản phương nghi không hiểu, hỏi như hữu đạo, đạo ra, vì sao ngài lại muốn tha cho hắn? Như hữu đạo nói, năm xưa hắn lên ngũ lương sơn nương tựa ta, có công lao sáng tạo và phát triển mạng lưới tình báo cho Mao Lư Sơn Trang. Nếu không phải ta phân phó hắn phụ trách tình báo trung tâm của Mao Lư Sơn Trang thì hắn cũng không bị phiêu miểu các để mắt đến, có vài việc không có cách khác. Cứ cho hắn một cơ hội đi, xem hắn lựa chọn thế nào. Quản Phương Nghi gật đầu, Lữ Vô Song lại nhịn không được lắc đầu, mặc dù để cho Hoác không tránh đi vài nơi để che mắt, nhưng có lẽ Hoác không cũng nghi ngờ ý của bọn họ, chỉ vì một kẻ nội gian, làm gì phải liều lĩnh làm ra chuyện này chứ. Trước đây mạo hiểm cứu La Phương Phỉ, suýt chút nữa tất cả mọi người đều chết, vết xe đổ còn mới tinh, vậy mà không chịu học xong bài học đó đã làm tiếc. Nàng phát hiện, có đôi lúc vị này có lòng dạ đàn bà, hoàn toàn không giống người làm nên nghiệp lớn, nàng phát hiện mình đoán không sai, trong lòng vị này có chút giống với viên cương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại người thế này làm cho người khác rất yên tâm, ít nhất thì sau khi tiếp xúc, nàng bất giác đã yên tâm hẳn, mặc dù còn có vài rắc rối với viên cương, nhưng cũng tin rằng bên này sẽ không làm chuyện qua cầu rút ván với người một nhà, nên làm việc không giữ lại chút nào. Yên Kinh, phủ đại tư không, trong chính phòng, sau khi nói chuyện một lúc với phu nhân trong đại sảnh, Cao Kiến Thành trầm giọng nói. Nàng bảo đảm được không? Phu nhân của hắn chỉ nhỏ giọng hỏi ngược lại. Thiếp bảo đảm, chàng tin được không? Gương mặt của Cao Kiến Thành kéo căng, hắn đứng dậy, sắc mặt phức tạp đi ra bên ngoài, phu nhân hắn thì cúi đầu ảm đạm ngồi bên cạnh bàn trà. Cao Kiến Thành đứng chờ quản gia phạm chuyên ở trong đình viện, sau đó hắn trực tiếp đến thư phòng. Không cần lão ra ra hiệu, Phạm Chuyên phất tay ra hiệu cho người hai bên đi theo hắn vào trong chính phòng, cửa phòng đóng lại. Cao Kiến Thành ngồi ngay ngắn trong thư phòng, hắn như nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thật ra trong lòng không ngừng nổi lên gợn sóng. Người của tiêu giao cung bí mật đi đến, nói phu nhân của hắn là người của phiêu miểu các, tuân theo ý của phiêu miểu các, muốn hắn bí mật xử quyết. Thật ra hắn đã biết thân phận của phu nhân từ bên chỗ nghiêu hữu đạo rồi, nhưng lại không dám ra tay, lần này đã trực tiếp bị lộ, hắn không phải lo lắng gì nữa mặc dù phu nhân là hắn tái giá cưới về nhưng dù sao cũng làm vợ chồng với nhau nhiều năm có tình cảm vì vậy hắn muốn biết sao phu nhân lại phản bội hắn kết quả phu nhân hắn thẳng thắn nói cho hắn nàng gả cho cao kiến thành là do phiêu miểu các sắp xếp mặc dù không khẳng định nhưng nàng đoán là phu nhân trước của hắn đã bị phiêu miểu các giết hại mục đích rất rõ ràng nhưng dù thế nào vợ chồng lâu năm cũng trở thành người thân trước đó cao kiến thành còn nghĩ muốn tha cho nàng một lần nhưng vừa rồi hai người nói chuyện nàng cam đoan thì hắn có thể tin được sao đúng vậy có thể tin được sao hơn nữa chỉ cần nàng còn sống vậy thì khó mà thoát khỏi được thân phận kia trừ phi có thể trốn đi hoàn toàn nhưng bên phiêu miểu các lại muốn thấy người chết để xác nhận nên hắn kết thúc cuộc nói chuyện một lúc sau phạm chuyên đi đến nhỏ giọng bẩm báo phu nhân treo cổ tự tử bỏ mình cao kiến thành nhắm mắt không nói nhẹ nhàng phất tay ra hiệu lui ra phạm chuyên lặng lẽ rời đi tiên sinh thám tử ở trong các thế lực dần dần không truyền tin tức về đã làm cho người trong các để ý thiên đô phong phiêu miểu các nhạc quang minh đi vào trong phòng hoắc không thấp giọng bẩm báo hoắc không đứng bên cửa sổ thở dài nói chúng ta phải đi nếu ngươi không chạy thì không kịp mất chúng ta đi trước sau đó liên hệ với người bên dưới chạy trốn đợi đến khi tin tức truyền đến bên thánh địa thì chúng ta cũng đã thoát vâng ta đi sắp xếp việc này nhạc quang minh vội vàng đi vậy là Trưởng lệnh Phiêu Miểu Các và hữu sứ nhà Quang Minh bỗng nhiên biến mất, các thế lực của Nguyên Sắc cũng bất ngờ chạy trốn, nhưng trong đó có thám tử của các thế lực khác, bọn họ gửi tin tình báo về, nhưng không kịp ngăn cản. Rất nhanh, bên Đại Nguyên Thánh Địa cũng nhận được tin tức của họ không, nói rằng Nguyên Sắc mất tích, ngũ thánh có ý đổ ra tay với mọi người, vì vậy, Đại Nguyên Thánh Địa cũng đảo mắt cái không còn người nào. Không có người phụ trách, nhiều người giữ chức vị quanh trong đều mất tích, bên trong Phiêu Miểu Các lập tức lộn xộn may mắn rằng bên trong có người đứng đầu đứng ra ổn định thế lực của mình phiêu miểu các không đến mức loạn hoàn toàn phiêu miểu các phái người đi điều tra vì sao thám tử lại không gửi tin tức về vậy mà không tìm được thám tử ở đâu nữa giống như lữ vô song đã nói dù sao liên quan đến quá nhiều người cuối cùng cũng có cá lọt lướt có người vô tình tránh thoát một kiếp là do có người vô ý hoặc là sự cảnh giác đã giúp mình thoát khỏi âm mưu nhận được những tin tức của cá lọt lưới báo về phiêu miểu các phát hiện không đúng không quan tâm gì nữa bọn họ trực tiếp nhảy ra ngoài, lập tức phái người chạy về các phái, tìm tin tức của những người mất tích. Thấy bên trên truy vấn, các phái đều đưa pháp chỉ của trưởng lệnh hoắc không ra, các thành viên phiêu miểu các biết tình hình thì rất kinh hãi, cuối cùng ra lệnh ngừng hành động tiêu diệt kia của các phái. Nhưng vốn dĩ được gọi là cá lọt lưới, đó là vì các phái đã bắt đầu hành động, đợi đến khi bọn họ đào thoát báo tin, tin tức được đưa đến phiêu miểu các, bên kia không kịp phái người đi kiểm tra tình hình, làm cho các phái kết thúc hành động, còn kịp nữa sao? hoàn toàn không kịp đã xong việc từ lâu nhiều nhất là có thể cứu được vài người bị bắt là chưa kịp ra tay thôi hành động lặp đi lặp lại này của phiêu miểu các làm cho lòng người bàng hoàng các phái biết rõ nhưng cứ phải giả vờ không biết thiên đô phong phiêu miểu các ô thường tuyết bà bà làm đạo lâm la thu đốc vô hư năm người đi vào một căn phòng người đứng hoặc ngồi có thể đối diện hay đưa lưng về cửa cũng có người mang khuôn mặt lạnh lùng cũng có người âm trầm cả khuôn mặt từ sáng đến tối bọn họ chia nhau ra tỏa trấn các quốc gia nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy nên nhanh chóng chạy về tai mắt ở khắp nơi bị thành trừ không có tin tức đáng tin còn tỏa trấn cái rắm gì nữa trốn tự chơi một mình sao các phái đã tiêu diệt hết thám tử phiêu miểu các có trong danh sách cũng biết được kết quả hành động chỉ mình phạm vi thế lực của tử kim động thôi đã có mấy trăm thám tử bị giết những quốc gia lớn nhỏ xung quanh hải ngoại còn có những người được giấu trong thế tục tổng cộng có hơn hai vạn người mất đi Chương 2180, đổi thiên hạ, xây dựng lại trật tự. Danh sách bị thả ra, ngoài trừ vài con cá lọt lưới may mắn tránh được một kiếp, tài mắt của phiêu miểu các trong thiên hạ gần như bị diệt hết. Tổn thất nặng nề, chỉ riêng duy trì sự tồn tại của những thám tử này, hàng năm cần phải tiêu tốn số tiền khổng lồ mới được. Quan trọng nhất là lần tổn thất này không thể dùng tiền để đếm hết được, mỗi thám tử phải tỉ mỉ chọn ra, sau đó bỏ thời gian và công sức nuôi lớn, không thể phát triển mù quáng nếu tìm người tùy tiện thì sẽ bị người ta nhìn ra mất ai cũng bị tránh ai cũng đề phòng còn phát huy được tác dụng mật thám được sao đó là do cửu thánh phát triển từng bước một trong mấy trăm năm qua không phải nói thay đổi là có thể thay đổi được đòi mạng nhất là bọn họ đã không thể giám sát được thế lực khắp thiên hạ nữa cũng có nghĩa là mất đi năng lực quản lý thế lực trong thiên hạ nhất là lúc này ngay khi đang có người mưu loạn thiên hạ đốc phô hư nói nguyên sắc đang dở cho quỷ gì vậy Bên Đại Nguyên Thánh Địa làm ra chuyện lớn như thế, thật sự làm cho những người khác khó có thể tin nổi, không hiểu làm như vậy thì nguyên sắc được lợi gì. Phiêu Miểu các thay đổi người chấp trưởng theo phiên, cũng vì nghĩ rằng cho dù là nhà ai thì cũng không muốn làm ra việc hư tổn đến lợi ích của bản thân. Tuyết Bà Bà cười hắc hắc nói, bỗng nhiên không liên lạc được với Nguyên Sắc, vốn đã kỳ lạ, bây giờ xem ra Nguyên Sắc đã biến thành lữ vô song thứ hai, chắc chắn đã xảy ra chuyện, nếu không sẽ không tự phá hủy căn cơ ánh mắt mọi người lần lượt nhìn chầm chầm về phía La Thu. Lam Đạo Lâm trầm giọng nói, La Thu, người nói thật cho chúng ta biết, người đã làm gì nguyên sắc rồi. Ánh mắt La Thu lạnh lẽo, nhìn chầm chầm bọn họ. Ta đã nói rồi, ta không làm gì hắn cả, ngay cả một cọng tóc gáy của hắn cũng chưa đụng vào. Lời này làm cho mọi người nửa tin nửa ngờ, theo lý mà nói thì hắn hoàn toàn không thể làm gì được nguyên sắc, nếu không cũng không chờ đến bây giờ. Nhưng nguyên sắc lại mất tích sau khi đánh nhau với La Thu, theo tình báo, nguyên sắc truy tung theo La Thu sau đó mới mất tin tức. Mặc kệ là thật hay giả, nếu La Thu cắn chết không chịu thừa nhận, vậy thì không ai làm gì được hắn cả, dù sao không ai đưa ra được chứng cứ gì. La Thu lại nhìn đám người xung quanh, nói, ta nói các người đừng có nhìn chằm chằm ta, chuyện quan trọng nhất bây giờ là gì. Các người không biết sao, hắn cũng hoàn toàn không mong rằng đám người này cứ nhìn chằm chằm hắn không thôi, bởi vì chuyện của nguyên sắc, La Thu đã giấu con gái La Phương phỉ đi, nếu không giấu thì không được bởi vì đám người này sẽ ra tay cạnh miệng la phương phỉ muốn biết nguyên nhân nguyên sắc bắt nàng về hơn nữa bây giờ lại có cái lý do hợp lý như vậy ánh mắt của mọi người chạm vào nhau một cái lời này cũng đúng chuyện đã biến thành như vậy cứ nhìn vào mỗi nguyên sắc thì không giải quyết được gì chuyện trước mắt mới là chuyện quan trọng nhất lam đạo lâm nói căn cứ vào tình hình nghe được từ các phái bọn họ tưởng mình đang truy sát sự nghiệp của đám người trưởng tôn di bây giờ quan trọng nhất là phải ổn định lòng người nếu không ngại thì chúng ta có thể thuận nước đẩy thuyền ô thường lạnh lùng nói trắng ra thuận nước đẩy thuyền ngươi nghĩ chuyện này còn giấu giếm được nữa sao người ta đã dám làm việc này ý đồ quá rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ phơi bày sự thật ra ngoài thôi lam đạo lâm lại nói vậy ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ mặc kệ nó cũng không được chỉ bằng cứ thử một lần chẳng lẽ cứ ngồi không mà nhìn sao ngay lúc này hắc thạch đi vào trong bước đến trước mặt ô thường bẩm báo thánh tôn Chúng ta vừa nhận được tin tức, bên ngoài có lời đồn, bởi vì Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút như khó mở miệng, nhìn mọi người xung quanh một cái. Ô thường nói, không thể nói thì đừng nói, còn có thể nói thì không cần kiêng kỵ. Vâng, Hắc Thạch chắp tay nghe lệnh, sau đó buông tay, sắp xếp từ ngữ lại, nói. Vừa nhận được tin tức, bên ngoài có lời đồn, Lục Thánh nội đấu, nguyên sắc bị thua nên thẹn quá hóa giận, nhân cơ hội đệ tử đang cầm quyền phiêu miểu các lệnh cho hoác không nói ra tên các thám tử ẩn núp trong môn phái làm cho tai mắt của phiêu miểu các trải rộng khắp thiên hạ bị diệt trừ lam đạo lâm quả quyết nói lập tức ra lệnh cho các nơi khác đưa ra tuyên bố đấy chỉ là lời đồn hãy chỉ nghe sự thật hắc thạch ngẩn đầu lên do so dự một chút rồi nói hoác không hiện thân ở trích tinh thành công khai chứng minh tin đồn là thật nhắc lên sóng lớn đoán là không lâu nữa toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết mọi người đều im lặng có người nắm chặt hai nắm đấm có người đã nổi sát ý đầy mặt. Đốc Phô Hư nói, một kẻ giúp đỡ thánh la sát, một kẻ phá hủy phiêu miểu các, xem ra nguyên sắc đã mặc chung một quần với lữ vô song rồi. Ô thường nghiêng đầu ra hiệu, hắc thạch chắp tay cáo lui. Trong đại điện rơi vào trạng thái yên tĩnh, ai cũng biết là lần này phiền to rồi. Ô thường lạnh lùng nói một câu, không kiểm soát, tất cả mọi người đều hiểu lời hắn nói là có ý gì, thế lực khắp nơi không nằm trong tầm kiểm soát nữa xác nhiều chuyện chỉ dựa vào lực lượng của phiêu miểu các thôi thì không được cần phải phát động lực lượng của thế lực trong thiên hạ nữa mới có hiệu quả không cần phải nói rõ ràng có người đang chống lại ngũ thánh bọn họ đã là người đấu với nhau đến ngươi chết ta sống nếu mất đi sự giám sát đối với các môn phái mà bọn họ còn muốn lợi dụng thế lực trong thiên hạ để đuổi bắt phản lượt chỉ sợ rằng nghĩ cũng đừng nghĩ nữa có thể tưởng tượng được một số chuyện nếu ngươi ra lệnh xuống bên ngoài các phái vẫn giả vờ như tuân lệnh nhưng có làm theo không Ai biết được sau lưng bọn họ làm thế nào, cho dù phát hiện ra gì đó, sợ rằng thế lực bên ngoài cũng sẽ không báo cáo, ai mong rằng mình bị phiêu miểu các giám sát chứ. Bọn họ sẽ chỉ ngồi nhìn, giả vờ như không biết gì cả. Mục đích rất đơn giản, mong rằng có người tiếp tục đấu với ngũ thánh, hoặc ít nhất thì không đắc tội hai bên. Đốc phô hư bỗng nhiên nói ra một câu, kẻ nào dám không nghe lời thì giết, ta ngược lại muốn xem thử có kẻ nào không sợ chết. Lời này đột ngột nói ra, có lẽ người bên ngoài không hiểu nó có ý gì, nhưng những người ở đây vừa nghe là đã hiểu ra ngay. Tuyết bà bà hừ lạnh, nói, nếu phía sau không có ai quấy rối, giết người dọa khỉ còn được, nhưng nếu có kẻ đứng ra gây sự, sẽ có rất nhiều môn phái xảy ra vấn đề, giết thế nào được. Giết đến lúc nào mới xong, chẳng lẽ còn muốn giết hết người của thế lực trong thiên hạ hay sao? Nếu làm như vậy thật, sợ rằng bọn chúng sẽ liều mạng với chúng ta luôn. Năm người chúng ta có thể đuổi giết được mấy người chúng ta vừa xuất hiện thì bọn chúng đã chạy còn nếu dựa vào những người bên dưới người của chúng ta có nhiều như của bọn chúng không nếu như làm cho lực lượng trong khắp thiên hạ công khai phản kháng vậy thì khắp nơi đều là tai mắt của bọn chúng người của chúng ta không có chỗ ẩn núp ai giết ai còn không biết đâu cuối cùng còn nhắc nhở đừng quên những kẻ đứng sau quấy phá sẽ không dừng tay la thu lạnh nhạt nói dùng sức mạnh khống chế thiên hạ không phải là một biện pháp nên nghĩ ra cách khác qua chuyện này trên cơ bản đã ý thức được, nếu như các thế lực trong thiên hạ đứng lên. Vậy thì gần 20, không không tai mắt trải rộng khắp thiên hạ, hoàn toàn không phải là con số mà người ngoài biết được thì có thể diệt trừ ngay, chỉ có thế lực các phái ra tay mới có thể quét sạch sẽ trong nháy mắt được. Người phía sau đã tiết lộ tin tức này ra ngoài, đủ để làm cho tất cả mọi người ở đây tỉnh táo lại, nếu như những người kia đoàn kết lại, đủ để làm cho bọn họ trở thành một mình. Trước đây không hề để những môn phái trong giới tu hành này vào trong mắt, bây giờ lại có cảm giác ném chuột sợ vỡ đồ. chương 2181, người không cho nghiêu mỗ đường lui rồi, một. Bỗng nhiên ô thường nói, không phá thì không xây lại được, đổi một thiên hạ, xây dựng lại trật tự. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, tuyết bà bà cười hỏi. Tiểu ma đầu, người có ý hay gì không? Ô thường nói, trong thời gian ta ở Tề Quốc, có tiếp xúc không ít lần giao chiến của Tam Quốc, binh lính Tấn Quốc lớn mạnh, Tề Quốc và quân Tần không ngăn được, Tần Quốc sắp chiếm đoạt hoàn toàn Tây Tam Quốc vào tay. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng quét qua đám người, kẻ giữ địa bàn Tây Tam Quốc là Tấn Quốc, có thực lực chiếm đoạt thiên hạ. Khống chế khí Vân Tông, khống chế được khí Vân Tông chẳng khác nào có thể khống chế Tấn Quốc. Sau đó giúp Tấn Quốc chiếm đoạt thiên hạ, lão yêu bà này nói rất đúng, với các phái trong thiên hạ, dùng sức mạnh không phải là hành động sáng suốt. Vậy thì cứ để chiến tranh tiếp tục mở rộng, để Tấn Quốc dần dần quét ngang. Nếu các phái trong thiên hạ không nghe lời hay là người phía sau đứng ra quấy phá lực lượng trong thiên hạ đấu tranh với chúng ta, vậy thì chúng ta không ngại bày ra một ván cờ lớn hơn. Bây giờ không thể ép cho các phái chó cùng rứt dậu được, chẳng những không thể ép, còn phải làm bọn họ bình tĩnh lại, việc trước mắt này tạm thời dừng ở đây. Chỉ cần chúng ta không động đến bọn chúng, mặc kệ người phía sau đứng ra quấy phá thế nào đi nữa, cũng sẽ không có môn phái nào dám nhảy ra chống đối chúng ta. Nói đến tình trạng này, tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn, bên bọn họ không cần phải liều mạng với thế lực trong thiên hạ, cứ để tấn quốc chiếm tề quốc, tần quốc, sau đó lợi dụng tấn quốc để đạp nát khu vực quản giáo của các môn phái, lại dùng lợi ích dụ dỗ để cho bước đầu chiếm đoạt thiên hạ của bọn họ dần dần chỉnh đốn. Mà đây cũng là biện pháp tốt để làm suy yếu lực lượng của các môn phái. Nếu như chân tướng sáng tỏ, có thể dùng lực lượng tấn quốc để ép kẻ sau màn lộ mặt. Không phá thì không xây được, đổi cái thiên hạ, xây dựng lại trật tự, cách của tiểu ma đầu không tệ. Tuyết bà bà cười ha ha gật đầu, rất đồng ý cách này. Những người còn lại thì suy nghĩ, hoặc là yên lặng gật đầu. Trong thư phòng, Thiệu Bình ba cầm tình báo trên tay, đi ra đi vào, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng dừng bước, hắn dương mắt, khó tin nổi mà lắc đầu nói. Diệt trừ hết thám tử của phiêu miểu các trong thiên hạ, vậy mà bị diệt hết, diệt toàn bộ trong nháy mắt, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thiệu Tam Tỉnh ở bên cạnh nói, Đại Công Tử, tin tức này đã được xác nhận nhiều lần, không có sai sót, hoặc không tự mình đứng ra chứng minh, mà trước đó các phái đã diệt xong tai mắt của Phiêu Miểu Các, Khí Vân Tông cũng không ngoại lệ. Trước đó vừa nghe được tin tức, vị này còn không thể tin nổi, bắt hắn đi xác nhận lại, bây giờ đã có kết quả đưa ra. Sắc mặt chấn kinh khó dần nổi, lắc đầu nói: "Thủ đoạn của giả vô thiệt này thật là kỳ diệu, loại người này thật đáng sợ. Có thể làm ra nhiều việc lớn như vậy trong thời gian ngắn, chuyện sau còn kinh người hơn chuyện trước, không thể tưởng tượng nổi, sao hắn làm được chứ?" thiệu tam tỉnh ngạc nhiên nói ý của đại công tử có ý tứ là việc này do giả vô thiệt làm thiệu bình ba nghiêng đầu nhìn ra rất chắc chắn nói chuyện liên tục xảy ra lúc này ngoài hắn thì có ai nữa ngươi còn dám để cho ta tùy tiện tham gia vào chuyện này nữa không nguyên sắc không thể vô duyên vô cớ tự hủy căn cơ được tất nhiên là có kẻ đứng sau dùng thủ đoạn dứt lời hắn ngửa mặt lên trời than sợ rằng cửu thánh nằm mơ cũng không ngờ được phiêu miểu cắt rút đầu lưỡi một người lại làm cho mình bị phiền phức ngập trời như vậy tai mắt của phiêu miểu các trải rộng khắp thiên hạ bị diệt nó chỉ là một con cọp không có móng vuốt ít nhất giả vô thiệt đã san bằng thực lực giữa mình và đối thủ bây giờ ngũ thánh đã không thể làm cho hắn bó tay bó chân nữa không gian phản kích của hắn cũng lớn hơn trong mật thất rất nhiều tình báo được chất đầy trên kệ quản phương nghi đi đi lại lại tìm kiếm gì đó cửa khố phòng được mở ra công tôn bố bước vào cười nói nghe nói nàng đến đây là muốn tìm gì vậy nếu muốn tìm thứ gì thì cứ nói với bên dưới một tiếng là được." Quản Phương Nghi nói, "Không tìm gì cả, bây giờ còn đang xây lại chỗ ở, nên ta đến xem những đồ vật được bảo tồn thế nào thôi." Công Tôn Bố vỗ tay vào một túi tình báo được bọc bằng giấy dầu, nói, "Cũng may, lúc phòng bị sụp đổ, nó đã bị chôn phía dưới, lúc ta lấy ra đã kiểm tra rồi, không bị hư hại gì cả." "Vậy là tốt rồi." Quản Phương Nghi tiện tay ném nó về trên kệ, thở dài một hơi. Công Tôn Bố cười hỏi, vì sao lại thở dài khuôn mặt quản phương nghi cao mày chán nản nói phiêu miểu các xảy ra kịch biết người không thể không biết được chứ toàn bộ thám tử trên toàn thiên hạ của phiêu miểu các gần như bị diệt toàn bộ rồi nói đến chuyện này đến bây giờ trong lòng công tôn bố vẫn còn sợ hãi chuyện xảy ra quá bất ngờ cao thủ của các phái ra tay cùng một lúc làm ra động tác lớn như thế vậy mà không hề nghe được chút tiếng gió nào thậm chí người của tử kim động ra tay ngay chỗ này trong khi đó hắn còn mơ mơ màng màng cho đến tận lúc toàn bộ mọi chuyện bị lộ ra, hắn mới biết là có không ít tai mắt của phiêu miểu các bị thanh trừ, hắn cũng không biết vì sao mình lại trốn thoát được. Nhưng bây giờ bên ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, mỉm cười nói. Không phải là chuyện đã kết thúc rồi sao? Liên quan gì đến chúng ta, người cần gì phải sầu lo như vậy? Quản Phương Nghi nói, vốn dĩ ta còn nghĩ rằng việc này không liên quan đến chúng ta, nhưng sau này ta mới biết được, thám tử của phiêu miểu các cũng không được tiêu diệt sạch sẽ, việc còn chưa kết thúc, người của phiêu miểu các đã chạy đến các phái cưỡng ép dừng lại không cho bọn họ tiếp tục làm việc biết được xung quanh còn có khả năng có tai mắt của phiêu miểu các tất nhiên là ta sẽ không yên tâm nên ta mới tìm từ kim động nghe ngóng tin tức muốn biết xung quanh chúng ta còn có tai mắt của phiêu miểu các nữa không trái tim công tôn bố nhảy đến cổ họng nhất là nghĩ đến chuyện bỗng nhiên vị này xuất hiện ở đây lại còn nói những lời này với hắn công tôn bố ngừng thở nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương hình như không biết gì cả hắn mới hỏi Bên Tử Kim động nói thế nào? Quản Phương Nghi lắc đầu, nói: "Chuyện này đã phơi bày, biết là do họ không làm loạn, người của Phiêu Miểu Các đã ra mặt ngăn cản, bên Tử Kim động đâu dám nói ra thám tử may mắn còn sống sót của Phiêu Miểu Các là ai nữa." Công Tôn Bố nghe vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại thì thấy đúng, Tử Kim động có lẽ không có gan lớn như vậy đâu. Ai ngờ Quản Phương Nghi lại nói thêm một câu, nhưng dù sao thám tử cũng ở trong phạm vi thế lực của Tử Kim động, nếu làm không tốt sẽ nguy hiểm cho cả Tử Kim động hơn nữa bên chúng ta cũng có quan hệ không tệ lắm với môn phái mặc dù tử kim động không nói ra là ai nhưng lại có nhắc nhở để cho chúng ta cẩn thận hơn lặp đi lặp lại như vậy trái tim của công tôn bố có chút không chịu nổi bỗng nhiên hắn ngừng thở trong lòng căng thẳng sau đó hỏi nhắc nhở thế nào quản phương nghi xích lại gần một chút mùi thơm trên cơ thể bay ra nói nhỏ bên tử kim động nói ngũ lương sơn là trung tâm tình báo của mao lư sơn trang chúng ta nếu như xảy ra vấn đề thì không ổn nên chú ý những người trong trung tâm ngũ lương sơn hơn. Công tôn bố đợi nàng nói xong, nhưng không thấy nói gì nữa, phát hiện là đã nói xong, hỏi lại. Chỉ nói như vậy sao? Quản phương nghi kinh ngạc nói, như vậy còn chưa đủ rõ sao? Tử Kim Động trả lời như vậy cho ta biết, đã là ám chỉ rất rõ ràng, nói rằng người trung tâm ngũ lương son chó vấn đề. chương 2182, người không cho nghiêu mỗ đường lui rồi, hai. Công tôn trưởng môn, đó cũng là mục đích ta đến đây, người hiểu rất rõ người trong ngũ lương sơn, nên hãy nghĩ cách điều tra thám tử là ai. Nếu không cứ để tai mắt người khác bên người, lại không biết là ai, thật sự là không thoải mái, người nói đúng không? Công tôn bố trầm ngâm, nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù có thám tử, hắn cũng sẽ rất cẩn thận, muốn điều tra cũng không dễ dàng. Quản phương nghi nói, công tôn trưởng môn, ta biết không dễ dàng, người nghĩ cách đi, điều tra ra thì làm thế nào chứ? Thám tử là người phiêu miểu các, chúng ta không thể bắt hắn thế nào được chúng ta chỉ cần biết thám tử là ai sau khi biết được chúng ta cũng không làm gì hắn cũng tránh làm cho chúng ta thêm phiền phức mọi người đều không có việc gì hết công tôn bố có chút hồ đồ luôn hỏi lại ý của ngươi là quản phương nghi nói ý của ta rất đơn giản mong rằng công tôn trưởng môn nói chuyện bí mật với cao tầng ngũ lương sơn thám tử là ai mong rằng chính hắn ra mặt nói một lời chỉ cần mọi người ngầm hiểu là được rồi ta cam đoan sẽ không làm khó hắn cũng không dám làm khó hắn thấy hắn trần trừ nàng bổ sung thêm một câu nữa sao vậy rất khó khăn sao tình báo thường xuyên trao đổi khó tránh khỏi liên quan đến những chuyện không thể lộ ra ánh sáng chẳng lẽ trưởng môn không muốn biết thám tử phiêu miểu các bên người mình là ai cuối cùng công tôn bố gật đầu nói được vậy cứ làm theo lời của ngươi ta sẽ nói chuyện bí mật với bọn họ quản phương nghi cười nói cao tầng cũng chỉ có mấy người nói chuyện cũng không mất nhiều thời gian cứ như vậy đi, sáng mai ta sẽ chờ tin tốt từ ngươi. Nói xong lắc eo, vẩy chiếc quạt trong tay rời đi. Công tôn bố đưa mắt nhìn, không còn cách nào, hắn không thể không làm theo, nếu không làm thì sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, cuối cùng chỉ có thể nói chuyện với các thành viên trung tâm của ngũ lương sơn. Kết quả nói chuyện không khó đoán trước, ít nhất là không vượt qua sự suy đoán của hắn, không ai nhận mình là thám tử của phiêu miểu các. Một đêm này, tâm trạng của công tôn bố hơi mất tập trung, không thể tính tâm tu luyện được, muốn nằm ngủ mà cứ trằn trọc ở trên giường ngày hôm sau sáng sớm hắn đã theo lời hẹn trước đi đến nơi ở của quản phương nghi hứa lão lục đón hắn tự mình đưa công tôn bố đến lối vào mật thất nói chỗ này không lớn lắm vừa mở mật thất ra đại tỷ đang ở trong mật thất tiên sinh tự vào tìm là được làm phiền rồi công tôn bố gật đầu cảm ơn trực tiếp chui vào trong mật thất đi một lúc thấy được một mật thất quản phương nghi đang nghiêm trang ngồi sau thư án nhìn văn thư hắn quét mắt nhìn bốn phía không có ai khác sau đó đến gần chắp tay nói đương ra bây giờ trên dưới mao lư sơn trang đều xem quản phương nhi là đầu lĩnh mặc kệ có phục hay không được tử kim động ủng hộ thương triều tông cũng tán thành là được quản phương nhi ngừng đầu lộ ra nụ cười tươi đến đây ngồi đi nàng đưa tay ra hiệu ở chỗ ngồi đối diện văn thư trong tay cũng đặt qua một bên công tôn bố ngồi xuống không đợi hắn mở miệng quản phương nhi đã chủ động hỏi đã tìm bọn họ nói chuyện chưa? Công tôn bố hơi trầm mặc gật đầu, đã nói, quản phương nghi hỏi, kết quả thế nào? Công tôn bố lắc đầu, nói, cũng không chịu thừa nhận, có người thì căm phẫn, cảm thấy đang vũ nhục bọn họ. Quản phương nghi trầm giọng nói, đến trình độ này rồi mà còn không có người nhận sao? Hát, công tôn bố thở dài, lần nữa lắc đầu, cơ thể quản phương nghi hơi nghiêng về phía trước, ý vị thâm trường nói. Công tôn trưởng môn nên nghĩ kỹ lại, dù sao đều là người của ngũ lương sơn lâu năm không cần phải giúp người ngoài đối phó với người một nhà như vậy chứ ta đã bảo đảm là không làm khó hắn chẳng lẽ hắn còn không tin chúng ta sao công tôn bố thở dài đúng là không chịu thừa nhận ta cũng không thể ép bọn họ nhận được chứ quản phương nghi ngồi thẳng người trầm mặc bên ngoài vang lên tiếng bước chân công tôn bố quay đầu nhìn chỉ thấy vương khiếu đi vào trên tay bưng bộ ấm uống trà bày ra trước mặt quản phương nghi quản phương nghi đứng dậy đổi cho vương khiếu ngồi xuống. Sau đó, công tôn bố phát hiện chuyện có chút không đúng, quản phương nghi lại hành động giống như do vương khiếu làm chủ, vương khiếu ngồi, quản phương nghi ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay. Vương khiếu vươn tay, kéo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt thản nhiên, tất nhiên đó là nghiêu hữu đạo. Hai mắt công tôn bố trừng lớn trong nháy mắt, bỗng nhiên đứng bật dậy, cực kỳ chấn động nói. Đạo, đạo ra, nghiêu hữu đạo bình tĩnh thong dong nhấc một tay ra hiệu cho hắn ngồi, trên mặt công tôn bố khó có thể tin nổi, tranh thủ thời gian ngồi xuống, nói. Đạo gia, không phải ngài đã, như hữu đạo cười nói, chẳng lẽ ngươi mong ta chết rồi, công tôn bố vội nói, không có, ta không có ý này, như hữu đạo nói, được, không nói cái này nữa, chuyện ngũ lương sơn có thám tử của phiêu miểu các, ngươi thấy thế nào? Hình như công tôn bố có nhiều vấn đề để hỏi, nhưng cũng chỉ nhịn xuống, sắc mặt ngưng trọng nói. Bây giờ sợ là khó tra ra được, Ngươi đúng là nói không do dự chút nào. Như Hữu Đạo nói ra câu này, trầm mặc, hắn từ từ châm trà. Trong lòng Công Tôn Bố không hiểu sao lộp bộp một tiếng, gấp gáp nhìn phản ứng của đối phương. Ngưu Hữu Đạo thả ấm trà xuống, dương mắt nhìn, từ từ nói: "Công Tôn trưởng môn, ngươi làm ta thất vọng quá." Hắn đẩy một chén trà đến trước mặt đối phương, "Ngươi uống chén trà nhỏ này, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ." Công Tôn Bố lo lắng, gượng ép nói: "Đạo gia, lời này của ngài là có ý gì?" Nghiêu Hữu Đạo nói, Bách Lý Yết là người phiêu miểu các, năm xưa Bách Lý Yết tìm ngươi, ta đều biết. Trong nháy mắt bị thứ gì đó đánh xuyên tim, sắc mặt công tôn bố cứng đờ một lúc, cuối cùng cực kỳ khổ sở nói. Vậy vì sao ngươi còn giữ ta lại? Nghiêu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu cho hắn uống trà, nói. Ta vẫn nghĩ rằng, ngươi không sai, ngươi là người quản lý tình báo cho cả Mao Lư Sơn Trang, nên phiêu miểu các tìm đến ngươi cũng là có lý do, nếu không có ngươi, cũng sẽ có công tôn bất hay công tôn hữu gì đó, trong tình hình này cũng chẳng cần trở mặt với ngươi, nên ta cũng đồng ý có ngươi một cơ hội. Ta không hiểu nổi, lời của Hồng Nương rõ ràng đến vậy, nói thẳng cho ngươi biết là Tử Kim Động đã biết nội gian là ai, trên địa bàn của Tử Kim Động, sao ngươi lại nghĩ rằng Tử Kim Động không nói ra thám tử là ai chứ? Hồng Nương đã đảm bảo không làm khó ngươi rồi, mọi người đều chẳng bị gì hết. Ta không tiếc ra mặt gặp ngươi, ít nhất ngươi cũng phải do dự một chút chứ, nhưng lại lừa gạt ta, ngươi nói ta nên làm thế nào? Bây giờ ngươi làm cho khuôn mặt ai cũng rất khó nhìn, trở thành khối u không chữa lành được trong lòng mọi người, cho dù bây giờ ngươi nhận, ngươi nghĩ sao ta tin ngươi được nữa. Ta đã từng nói với ngươi, có lẽ có người dám phản bội Mao Lư Xuân Trang, nhưng chưa hề có người dám phản bội ta đâu, vì người phản bội đã chết hết. Làm người phải tuân theo quy củ, ngươi không cho Ngưu mỗ đường lui rồi. Công tôn bố nói, ngươi muốn giết ta, Ngưu Hữu đạo lạnh nhạt nói, ngươi đã gặp ta, không thể nào cho ngươi đi mật báo được giọng nói của công tôn bố trở nên kịch liệt. Bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống, bỗng nhiên ta chết đi, vậy mà còn có người dám ra tay với thám tử phiêu miểu các, bên phiêu miểu các chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nghiêu hữu đạo nói, thì ra là dựa vào cái này, bên phiêu miểu các ngươi không cần lo, đây chẳng phải lần đầu tiên ta giết người phiêu miểu các, ta dám làm thì tất nhiên sẽ có cách giải quyết. Công tôn bố trầm giọng nhắc nhở, ta là trưởng môn ngũ lương sơn, Nghiêu hữu đạo bình tĩnh nâng chén trà lên. Ngươi lo lắng quá rồi, không phải ta đã cho ngươi đi nói chuyện với cao tầng tông môn rồi sao? Trong cao tầng có nội gian, bọn họ đã biết, ngươi giúp ta trải đường tốt rồi, yên tâm, ta sẽ lợi dụng nó, quyền lực của Ngũ Lương Sơn giao ra sẽ không có vấn đề gì, ngươi uống trà đi. Chương 2183, pháp giá tự mình đến. Bị lừa rồi, trong nháy mắt công tôn bố hoàn toàn không có cảm giác an toàn, hắn lắc mình rời đi, muốn trốn. Cửa mật thất, phân cơ bỗng nhiên xuất hiện hai người đối diện đụng vào nhau. Ngay khi vừa đối mặt, công tôn bố quá sợ hãi, chưa bao giờ hắn nghĩ rằng tranh lệch tu vi giữa mình và vân cơ lại xa đến thế, vừa hoa mắt, chưa hiểu chuyện gì đã bị bắt lại, bị áp tu vi xuống đẩy về. Ngồi đi, như hữu đạo gật đầu ra hiệu, công tôn bố như cha mẹ chết, vốn dĩ hắn còn nghĩ cho dù mình không phải là đối thủ của bên này, cũng có thể tạo ra động tĩnh đánh nhau, làm cho người bên ngoài thấy, vì vậy bên này sẽ sợ ném chuột vỡ mình, như vậy hắn có khả năng đàm phán, nào ngờ rằng mình nghĩ nhiều quá rồi đối mặt với vị đạo gia này hắn hoàn toàn không có chỗ trống nào để phản kháng làm sao để trốn được chứ viên cương bước vào hắn cũng đứng ở bên ngoài cửa bước vào lạnh lùng nhìn chằm chằm công tôn bố thấy hắn không có phản ứng vân cơ ra tay đè hắn lại như vậy công tôn bố mới ngồi xuống như hữu đạo khẽ hất cảm ra hiệu viên cương đi lên dùng bút mực trải ra trước mặt công tôn bố như hữu đạo nói viết thư cho ngũ lương sơn đi nói lý do biến mất ta sẽ cho ngươi thống khoái. Ta cũng muốn tiết kiệm thời gian, mà ngươi cũng có thể đi nhẹ nhàng. Công tôn bố biết đối phương muốn cái gì, muốn hắn viết ra nói mình là thám tử, như vậy việc trong ngũ lương sơn có thể thuận lợi bàn giao hơn. Nhưng sâu kiến còn ham sống, hắn không muốn chết dễ dàng như vậy, khó nhọc nói. Đạo gia, ngài xem ta làm việc cho Mao Lưu Sơn Trang nhiều năm như vậy, hãy cho ta một con đường sống đi. Như hữu đạo không mềm lòng, lắc đầu, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, viết hay không viết cũng tùy ngươi thôi nhưng mà tốt xấu gì ngươi cũng là tôn sư của một môn phái ta nghĩ ngươi nên để cho mình chút mặt mũi nói xong hắn chậm rãi uống trà không nhìn đối phương nữa cực kỳ bình tĩnh đợi uống hết chén trà nhỏ hắn thả chén trà trong tay xuống viên cương đập tay lên đầu vai công tôn bố muốn lôi hắn đi khoan đã công tôn bố mạnh mẽ xua tay trên mặt đắng chát khó khăn nói ta viết như vậy viên cương mới thả lòng tay công tôn bố từ từ vươn tay cầm bút từ từ chấm mực châm trước dùng từ cuối cùng đặt bút viết sau khi viết được vài câu giải rác hắn chậm rãi đặt bút xuống quản phương nghi bước lên trước cầm trang giấy lên dở ra cho nghiêu hữu đạo nhìn nội dung trên giấy ngược lại rất đơn giản hắn nhận chính mình là thám tử phiêu miểu các cảm thấy thật xin lỗi trên dưới người ngũ lương sơn nên xấu hổ rời đi đợi kiểm tra xong chắc chắn rằng nội dung bên trong không có vấn đề gì nghiêu hữu đạo hất cảm nhìn công tôn bố uống trà quản phương nghi cất di trúc rời đi Công tôn bố nhìn chầm chầm chén trà trước mắt, cười khổ vươn tay, ngẩng đầu bưng chén trà lên, uống cạn một hơi, nuốt luôn cả mấy lá trà trong chén, nhìn người đối diện. Đạo gia, không phải ngươi đã gặp nạn sao? Vì sao? Viên cương ở bên cạnh bỗng nhiên ra tay, bóp cổ hắn, vặn một cái, tiếng răng rắc vang giòn vang lên. Khuôn mặt công tôn bố quay về phía sau, hắn mở to hai mắt, cũng không nhìn thấy như hữu đạo nữa, máu tươi chảy tí tách từ trong miệng ra. Trước khi chết, Hắn còn muốn giải đáp sự nghi ngờ trong lòng, nhưng Viên Cương không cho hắn cơ hội đó, vì Viên Cương căm ghét nhất là kẻ phản bội. Ngã ầm xuống, phân cơ bước lên kéo Công Tôn Bố đang co giật ra, trực tiếp kéo đi xử lý, đi chôn. như Hữu đạo giống như không nhìn thấy gì cả, ngay cả mắt cũng không nháy một chút, từ từ châm cho mình một chén trà. "Không nương, đi xử lý đi." Quản Phương nghi gật nhẹ đầu, cứ vậy mà rời đi. Công Tôn Bố không ở đây, bên Ngũ Lương Sơn phải có người ra mặt ổn định không thể nào từ bỏ mạng lưới tình báo kinh doanh nhiều năm như vậy được. Mà công tôn bố là một trong những thám tử phiêu miểu các sống sót lại chết đi, những thám tử mà lữ vô song để cho hóc không giữ lại ở những quốc gia khác cũng không cần giữ nữa. Nói các khác, nếu đã lộ ra, kết quả chỉ có trốn hoặc chết, nếu không chỉ một mình công tôn bố xảy ra chuyện, thì sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Giao việc xong, kế hoạch của quản phương nghi có thể chấp hành ngay, dù sao năng lực xử lý chuyện lớn của nàng không phải là nói việc, Hồng Nương Tề Kinh nổi tiếng khéo léo không phải là nói xuông, muốn xử lý việc này không có vấn đề. Sau khi uống hết trà, Nghiêu Hữu Đạo cũng mất hết hứng thú, hắn không muốn hạ sát thủ với người bên cạnh mình, nhưng lòng người khó ngờ, giống như hắn không thể làm cho người bên cạnh không có tâm tư khác, thời gian dài không tránh được có lúc phải đối mặt. Quản phương nghi triệu tập cao tầng Ngũ Lương Sơn gặp mặt, nói rằng công tôn bố để lại một lá thư rồi trốn. Cao tầng Ngũ Lương Sơn nhìn thấy thư, không biết nên nói gì cho phải, Chẳng ai ngờ người hôm qua còn điều tra xem ai là thám tử Phiêu Miểu Các, mà hôm nay lại nói mình là tai mắt của Phiêu Miểu Các hết. Chuyện này quá rõ ràng, bên Tử Kim Động đã biết thám tử kia là ai, Trưởng môn biết sớm hay muộn gì cũng không giấu được, nên đã trốn. Trưởng môn không có ở đây, mọi chuyện trong Ngũ Lương Sơn cũng không thể bỏ mặc được, vì đây cũng là nơi dừng chân của mọi người. Quản Phương nghi thương nghị với cao tầng về chức vụ, tất cả các trưởng lão đều phải chia ra phụ trách một phần, tạm thời không nhắc đến chuyện lập trưởng môn mới bây giờ trưởng môn không rõ tung tích, ai cũng không muốn nhảy ra tranh đoạt chức vị này. Mà đây cũng là ý của Ngưu Hữu Đạo, cứ kéo dài trước đi, kéo được càng lâu, bên mình càng có lợi, mỗi trưởng lão đã quản lý được một phần việc nên sẽ không dễ dàng giao quyền, cục diện cũng được cố định xuống. Bởi vì Ngưu Hữu Đạo không mong rằng chỉ một người trong ngũ lương sơn hay là môn phái, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì có thể rời khỏi Mao Lư Sơn Trang ngay, Ngưu Hữu Đạo nhân cơ hội này để cải cách và chỉnh đốn lại, hoàn toàn sửa đổi ngũ lương sơn. Nghiêu hữu đạo hiểu rất rõ ràng thân là người cầm lái khống chế một người bên cạnh khác rất nhiều so với việc khống chế một tổ chức khổng lồ cũng bắt đầu từ hôm nay bên ngoài ngũ lương sơn vẫn là một môn phái nhưng trên thực tế đã mất đi tính chất của một môn phái toàn diện tiến hóa thành một tổ chức tình báo từ bây giờ không có trưởng môn trong môn phái chia ra được mao lư sơn trang trực tiếp lãnh đạo từ đây ngũ lương sơn chỉ là cái tên của tổ chức tình báo của mao lư sơn trang mà thôi trên một ngọn núi lửa khắp nơi là đá nâu lỗ thủng, cũng chính là nơi luyện khí của khí vân tông. Xung quanh núi lửa có núi non kỳ tú xanh tươi um tùm, đài các lầu son núi liền không dứt, đó cũng là chỗ ở của tông môn khí vân tông. Trong nghị sự điện tông môn, được nghe bẩm báo, thái thúc phi hoa kinh ngạc không thôi. Vì sao vẫn còn phát hiện thám tử phiêu miểu các chứ? Chẳng lẽ vẫn chưa xong sao? Đệ tử trả lời, không biết là do ai mật cáo, nghe môn phái kia nói, thám tử kia đã chạy. Bây giờ phiêu miểu các đang nghi ngờ khí vân tông chúng ta tiết lộ thân phận thám tử. Thái thúc phi hoa tức giận, nói bậy, hoặc không cho chúng ta danh sách thám tử ẩn núp, không phải chúng ta đã nộp lên cho phiêu miểu các rồi sao? Trên danh sách không có người này, mắc mớ gì đến chúng ta? Hắn nhận được tông môn đưa tin, biết phiêu miểu các lại phái người đến tra hỏi việc này, vì vậy mới khẩn cấp chạy từ Hoàng Cung Tấn Quốc đến đây. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói ngăn cản. Các vị, để cho ta thông báo trước. Hai người trong điện quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hơn 10 người đi đến, trực tiếp tránh đệ tử bên ngoài đi vào, phần lớn đều mặc quần áo của phiêu miểu các, chỉ có hai người đi đầu không mặc. Người đi đầu mở đường, Thái Thúc Phi Hoa biết, chính là trưởng lão Hắc Thạch. chương 2184, Cuộc chiến nước bọt một Hắc Thạch xuất hiện làm cho Thái Thúc Phi Hoa giật mình không nhỏ, mà ở phía sau Hắc Thạch, có một người cao lớn đứng trong đấu bồng màu đen. Thái Thúc Phi Hoa tranh thủ thời gian xua tay, ra đệ tử môn phái ra bên ngoài, hắn tự mình bước nhanh về phía trước chắp tay hành lễ. Thái thúc phi hoa cung nghênh hắc thạch trưởng lão, nhóm người vừa đến dừng bước, hắc thạch lạnh nhạt nói. Thái thúc trưởng môn, ta không nói nhảm nhiều, có lẽ các người cũng đã biết ý đồ chúng ta đến đây. Lại xuất hiện người phiêu miểu các giám sát bại lộ, mà theo ta được biết danh sách thám tử được khí vân tông giữ, mong rằng khí vân tông có thể cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Vị này tự mình đến hỏi việc này, trong lòng thái thúc phi hoa bỗng nhiên lo lắng, vội vàng nói. Hắc Thạch trưởng lão, ta đã kiểm tra việc này rồi. Trên danh sách hoác không gửi đến tuyệt đối không nhắc đến những người này. Trước đó khí Vân Tông không biết người này là thành viên giám sát của Phiêu Miểu Các. Hắc Thạch nói, lời từ miệng ai cũng có thể nói. Chúng ta sẽ tra rõ việc này. Từ hôm nay trở đi, Phiêu Miểu Các chính thức đi vào ở khí Vân Tông, kiểm tra việc này một cách toàn diện. Chắc rằng khí Vân Tông sẽ không ngăn cản. Vào ở trong nhà có một đám người chạy đến, sao có thể thoải mái được? Nhất là trong tình huống trước mắt còn không biết có chuyện gì xảy ra, Thái Thúc Phi Hoa vội nói. Hắc thạch trưởng lão, ta lấy tính mệnh mình ra đảm bảo, việc này không hề liên quan gì đến khí vân tông chúng ta. Ý ngươi là không muốn cho phiêu miểu các vào ở. Người ở trong trướng bồng màu đen bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói hùng hồn, bao gồm cả sự hờ hững cao cao tại thượng. Lúc này Hắc thạch mới quay lại, hơi khom người. Hành động này làm cho Thái Thúc Phi Hoa kinh ngạc, người nào có thể làm cho Hắc thạch phải dùng thái độ đó chứ? thân phận của người đến đây làm cho hắn kinh nghi bất định, lại không dám xác nhận. C. Người kia đưa tay sốc lên màn đen, một đầu tóc dài cộng thêm đôi mắt sáng ngời, lạnh lùng nhìn chằm chằm thái thúc phi hoa, chính là ô thường. Hắc thạch nhắc nhở, thiên ma thánh tôn đích thân đến, người còn không nhanh chóng bước lên bái kiến. Thái thúc phi hoa đã nghi ngờ từ trước, nhưng chưa thấy được bao giờ, nên nghe vậy thì cực kỳ khiếp sợ, không ngờ một việc nhỏ thế này mà phải làm cho ô thường tự mình đến, nên mới sợ hãi bước lên bái kiến ô thường tự mình ra mặt thái thúc phi hoa không có lựa chọn nào khác trên dưới khí vân tông cũng không có lựa chọn chỉ có thể đồng ý cho dù ô thường không đến khí vân tông cũng không được lựa chọn chỉ là nếu ô thường đã tự mình đến khí vân tông cũng chẳng dám đưa ra lý do từ chối luôn nhưng quy mô phía sau phiêu miểu các lớn hơn thái thúc phi hoa dự đoán nhiều lúc hơn ngàn người phiêu miểu các đi vào chiếm giữ khí vân tông phân tán đến các ngõ ngách khí vân tông kinh khủng nhất là ô thường tự mình tỏa trấn ở khí vân tông mà tâm phúc của ô thường, hắc thạch thường xuyên ở bên người thái thúc phi hoa, thường xuyên đi theo thái thúc phi hoa tham gia các việc to nhỏ của khí vân tông. Vạn thú môn, trong nghị sự đại điện tông môn, là thù ngạo nghễ chắp tay đứng. Bên dưới là trưởng môn Tây Hải Đường và một đám trưởng lão đang nơm nớp lo sợ, cùng nhau đứng cúi đầu xưng thần. Từ hôm nay, số lượng lớn người phiêu miểu các chính thức vào ở trong vạn thú môn. Linh Tông, đỉnh núi, cũng là luyện đan tràng của Linh Tông. Trước đan lô lớn của phòng chữ thiên, làm đạo lâm đứng chắp tay, hờ hững nhìn chầm chầm ánh lửa ấm áp dưới đan lô. Phía sau, đám người trưởng môn yến trục thiên của Linh Tông đều hơi khom người nhìn theo. Trên đỉnh núi ngoài thành Nam Châu, như hữu đạo đứng chắp tay nhìn mặt trời mọc. Tiền trưởng môn văn hoa của thiên hành tông dịch dung đứng ở bên cạnh, nói ra chuyện đốc vô hư tự mình dẫn người vào ở trong thiên hành tông. Kể xong mọi chuyện, văn hoa rất lo âu, nói. Nói cái gì mà nghi ngờ thiên hành tông cũng ta tiết lộ danh sách thám tử hoàn toàn không có chuyện đó, chuyện danh sách người biết rõ nhất rồi đấy. Nghiêu Hữu đạo ở bên cạnh lắng nghe, nói một câu. Tất nhiên là biết rõ, nhóm người này bị lộ ra là do chúng ta sắp xếp. Hắn không ngờ rằng vì che giấu chuyện công tôn bố, lại trở thành lý do ngũ thánh đi vào chiếm cứ mấy môn phái khác. Văn Hoa kinh ngạc, nói, người sắp xếp, có ý gì, chẳng lẽ ngũ thánh phát hiện gì sao? Nghiêu Hữu đạo nói, có lẽ là không, nếu như phát hiện gì đó thật, bọn họ sẽ không cần dọ dự, đã ra tay với các ngươi luôn. Đó chỉ là lấy cớ, cho dù không có chuyện này, bọn họ cũng sẽ tìm lý do khác, chỉ là việc này vừa vặn đụng phải thôi. Rõ ràng văn hoa hơi nơm nớp lo sợ, vì sao lại trùng hợp đến vậy? Sao ngũ thánh lại tự mình vào ở trong thiên hành tông, ngay cả vạn thú tông Tây Hải Đường và Linh Tông Yến thuộc thiên nữa? Ngưu hữu đạo nói, văn tiền bối, người lo lắng quá rồi, ngay cả cung lâm sách bên tử kim động còn không có việc gì. Còn có khí vân tông nữa, ô thường cũng vào khí vân tông ở mà ta cam đoan khí vân tông không có quan hệ gì với vô lượng quả cả ngoài ra tuyết bà bà bên đó ta đã nhận được tin tức bà ta đã quay về thánh cảnh tỏa trấn ngũ thánh có phân chia rõ ràng nên bọn họ có mưu đồ khác văn hoa hỏi lại không lo lắng được sao sao có thể không khẩn trương chứ ta ở ngay dưới mí mắt đốc vô hư tây hải đường ở dưới mí mắt la thu yến trục thiên dưới mí mắt lam đạo lâm nếu không cẩn thận thì có thể lộ tẩy ngay lần này ta có thể dành nhiều thời gian như vậy để ra đây đó là vì ta không phải là trưởng môn nữa không phải là đối tượng bị nhìn chằm chằm đứa con rể kia của ta chính là trưởng môn đỗ vân tang bây giờ gần như bị người của đốc vô hư nhìn kỹ chắc chắn tình hình của yến trục thiên và tây hải đường cũng không dễ dàng sợ rằng hai người bọn họ không tìm nổi cơ hội đi ra gặp ngươi được nghiêu hữu đạo có thể hiểu được tâm tình của hắn cả ngày sống dưới mí mắt của ngũ thánh không sợ hãi lo lắng cũng khó đừng nói là văn hoa ngay cả thần kinh của hắn cũng căng thẳng lên nếu mấy vị này bị lộ sao có thể dù chết cũng không khai hắn ra chứ đương nhiên hắn không thể không quan tâm đến những môn phái được nhận vô lượng quả kia không có khả năng có thể bị bại lộ mà còn đứng yên chờ người ta đến bưng cả ổ hắn sắp xếp người đi vào các phái cũng chính là mấy vị lúc trước giúp đỡ cướp vô lượng quả để nằm vùng hắn lấy lý do rất hay đó là để thuận tiện liên hệ với nhau mà cũng đúng vậy nếu như xảy ra chuyện thì lập tức báo cho bên này biết Mấy người kia không có khả năng chủ động bại lộ, mà trong tình huống trước mắt, nếu như thuộc hạ của ngũ thánh tra được vấn đề thì không thể ngăn những người này chạy thoát được, nếu như ngũ thánh tự mình ra tay kiểm tra, mấy vị kia cũng sẽ không chủ động ngồi chờ chết, tất nhiên là chạy trốn giữ mạng rồi. Thực lực nguyên anh kỳ không nhỏ, một khi ra tay thì sẽ tạo ra động tính không nhỏ, người nằm vùng của hắn có thể nhờ đó mà phát hiện ra điều bất thường rồi báo động. Nếu bên này nhận được báo động, chắc chắn hắn phải nhanh chóng rời đi, không thể ngồi đợi ngũ thánh giết đến được nhưng nếu thật sự đi đến bước kia, thì hậu quả khá nghiêm trọng rồi, bên Nam Châu sẽ có tổn thất lớn. Nghĩ đến nghĩ lui, đúng là vô lượng quả nở hoa sớm đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn rồi. Ngũ Thánh bỗng nhiên đi vào trong các phái ở, bỗng nhiên xuất chiêu này, đúng là ngoài dự đoán, làm cho người khác không hiểu bọn họ làm như vậy là có ý gì. Sau khi Trấn An Văn Hoa đuổi người nọ đi, Nhiêu Hiếu Đạo lập tức quay về trong thành, đi vào mật thất tìm Lữ Vô Song, kể cho nàng nghe chuyện Văn Hoa vừa nói chương 2185, cuộc chiến nước bọt 2. Tình báo mà văn hoa cung cấp tương đối kỹ càng, kỹ hơn mấy người Tây Hải đường đang vội vã, cuốn cuồng lén lút truyền tin đến nhiều, như hiểu đạo nói ra chuyện này là vì Lữ Vô Song hiểu khá rõ về ngũ thánh, mong Lữ Vô Song có thể từ đó đoán ra cái gì. Hai người ngồi đối diện, Lữ Vô Song suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể phân tích được gì thêm. Khí vân tông luyện khí, linh tông luyện đan, thiên hành tông luyện chế phủ triện, vạn thú môn thúc đẩy phi cầm di chuyển, bốn phái này đều giữ pháp môn độc nhất vô nhị của toàn tu hành giới nhưng nhìn thế nào cũng không giống như nguyên nhân này mà khống chế các phái lại chẳng lẽ vì không thể kiểm soát được các môn phái nên bọn họ phải áp chế vũ khí linh đan phù triện và các linh sủng cung cấp cho tu sĩ khác nhưng hình như không hợp lý muốn kiểm soát vũ khí sao nhưng vũ khí trên tay các tu sĩ trong thiên hạ không thiếu khống chế mỗi khí vân tông thì được gì chứ chế tạo vũ khí tốn kém vì vậy tài lực của khí vân tông luôn không bằng những nhà khác khống chế cung cấp linh đan. Tu sĩ không dùng linh đan thì cũng không chết được, nhiều nhất chỉ là giảm bớt tu vi mà thôi. Bọn họ rất rõ ràng, phía sau có người đang cố ý quấy rối. nếu như muốn cưỡng ép khống chế gì đó thật, chẳng phải là cho chúng ta cơ hội cổ động những tu sĩ trong thiên hạ. Cho dù muốn làm như vậy, ngũ thánh vốn dĩ khống chế thu thập linh trùng tử thiên đô bí cảnh, chỉ cần khống chế linh trùng lại là được, không đáng phải làm như vậy. Khống chế cung cấp phù triện, nó có bao nhiêu tác dụng chứ, khống chế mua bán tỏa thú phi cầm, đã khống chế phi cầm tỏa kỵ rồi, lại khống chế thêm nó còn có tác dụng gì nữa chứ? Hành vi này của ngũ thánh hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nhưng ta luôn có cảm giác chuyện không đơn giản như thế được, chắc chắn phía sau sẽ có mục đích gì đó. Nghiêu hiểu đạo cũng không hiểu, nói, chẳng lẽ là bởi vì người trên tay không đủ, không khống chế được quá nhiều môn phái, nên đành phải khống chế những môn phái quan trong trước xếp. Lữ vô song hỏi lại, người cảm thấy bọn họ làm như vậy là có ý gì? nghiêu hữu đạo hơi lắc đầu thật sự hắn cũng bị hành động của ngũ thánh làm cho ngây người dù nghĩ nát óc vẫn không thể nghĩ ra cuối cùng đành đánh nhịp quyết định mặc kệ bọn họ có mục đích gì chúng ta ra tay thăm dò trước đã rồi tính sau xem thử có thể tìm ra cái gì đó không vậy là rất nhanh sau đó các phái trong thiên hạ đều nhận được thư là thư dưới danh nghĩa của lữ vô song và nguyên sắc gửi ra trong thư nói cho các phái ngũ thánh đã khống chế khí vân tông linh tông thiên hành tông vạn thú môn vì có ý đồ cắt đứt nguồn cung cấp linh đan cho tu sĩ trong thiên hạ, cũng là vì suy yếu lực lượng của tu sĩ khác, để dễ dàng tàn sát tu sĩ trong thiên hạ, làm cho ngũ thánh càng dễ dàng khống chế thiên hạ trong tay. Lữ vô song và nguyên sắc nói mình chính là chơi chẽn tại ngũ thánh loại hành vi này, mới cùng bọn hắn công nhiên quyết liệt. Hai người còn hiệu triệu thiên hạ tu sĩ đoàn kết lại, lấy các loại phương thức diệt trừ ngũ thánh nanh vuốt, cổ vũ mọi người lấy ám sát cùng đánh lén phương thức đem phiêu miểu các nhân viên đuổi tận giết tuyệt. Hai người cường điệu, bọn hắn khẳng định là muốn cùng ngũ thánh không chết không thôi, hai người bọn họ sẽ liên thủ dần dần đem lạc đàn ngũ thánh cho diệt trừ loại hình vân vân. Truyền thư vừa ra, toàn bộ tu hành giới rung động, cũng náo nhiệt, khắp nơi nghị luận ầm ý. Tình thế không giống với lúc trước, biết phiêu miểu các trải rộng thiên hạ tai mắt không có, thiên hạ tu sĩ đã dám công nhiên thảo luận thất thánh ở giữa chuyện. Cái gì tranh phong luận, cái gì âm mưu luận loại hình, khắp nơi là nói đạo lý rõ ràng. Ác hơn chính là, Nhiêu Hữu đạo sai người ném ra trên tay nắm giữ một bộ phận bí mật tới làm thăm dò, trước đó cổ động các phái bắt phiêu miểu các nhân viên nắm giữ một số bí mật. Vẹn vẹn ném ra một bộ phận, cũng không toàn bộ ném ra ngoài, một chút cho rằng tương lai khả năng chỗ hữu dụng, có chỗ giữ lại. Những bí mật này một khi ném ra ngoài, đều là phiêu miểu các một ít người một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cho phiêu miểu các tạo thành không nhỏ nội loạn, khiến cho phiêu miểu các người bên trong tâm hoảng sợ, có ít người lo lắng hạ chàng thê thảm mắt thấy phiêu miểu các đã đánh mất cường đại đuổi bắt năng lực, thế là dứt khoát ruồng bỏ phiêu miểu các chạy trốn. Mà trước đó những môn phái bị cổ động đến tham dự bắt phiêu miểu các kia cũng lòng người bàng hoàng, bởi vì như hữu đạo ném ra ngoài bí mật lúc, tiện thể cũng thiêu phá việc này. Thật đức chính là, cũng không chỉ rõ là môn phái nào làm, khiến cho tương quan môn phái từng cái cảm thấy bất an, lo lắng ngũ thánh hoặc phiêu miểu các biết tìm bọn hắn tính sổ sách. Khí vân tông, trong một đỉnh các nằm trên đỉnh núi đơn độc, ô thường cầm tin tức truyền về trong tay, hừ lạnh khinh thường nói. Xem ra người giật dây đã nóng nảy rồi, không biết rõ sự thật thế nào, lại dám mưu toan dùng trò hề này để dò xét. Thật ra hắc thạch ở bên cạnh cũng rất buồn bực, không biết ngũ thánh làm như vậy là có mục đích gì. Hắn chỉ biết, chân tướng chuyện này thế nào, sợ rằng chỉ có mình ngũ thánh hiểu rõ. Nhưng hắc thạch vẫn nhắc nhở, thánh tôn, uy lực của lời đồn không nhỏ, nếu chúng ta không lên tiếng mà ngầm thừa nhận thì sợ rằng mọi người sẽ muốn làm thật. Bây giờ phiêu miểu các có ít người ra ngoài làm việc vì sợ sẽ bị ám sát, ai cũng phải thay quần áo khác rồi mới dám ra ngoài. Trước đây mặc quần áo phiêu miểu các đi ra ngoài đều rất huy phong, nhưng bây giờ lại gặp phải nguy hiểm. Cho dù là thăm dò, cũng không thể không đáp lại. Bỗng nhiên chuyện phát triển đến nước này, hắn cũng không ngừng thổn thức. Thật ra với thực lực của ngũ thánh, đáng lý ra dễ dàng dẹp gọn chuyện này mới đúng, ví dụ như hứa hẹn dụ dỗ với mấy môn phái kia, còn sợ bọn họ không làm theo sao nhưng vấn đề mấu chốt là trong mấy trăm năm qua tất cả mọi chuyện cửu thánh làm có mục đích là gì sợ là ngay cả giải thích cũng không nói được sẽ không ai tin tưởng hứa hẹn của ngũ thánh xem như tạm thời bọn họ lợi dụng hứa hẹn để ngụy trang không chừng vừa quay đầu đã tính sổ ngay không tha cho bọn họ nói cho cùng bây giờ còn vì ổn định thế cục nên còn phải duy trì trật tự vận chuyển bình thường theo lợi ích nên có thể bây giờ còn là thiên hạ của ngũ thánh bọn họ dựa vào là võ lực để uy hiếp còn về lòng người thì đã mất từ sớm, chỉ thiếu có người có thực lực đứng ra kêu gọi nữa thôi. Loại lời hứa hẹn dụ dỗ kia, chỉ sợ ngay cả ngũ thánh cũng lười nói ra, hay là ngũ thánh cũng biết bọn họ nói ra không ai sẽ tin. Ngũ thánh đáp lại rất mau, đúng là không ra mặt bác bỏ tin đồn là không được. Phiêu miểu các đại diện cho ngũ thánh hứa hẹn với tu sĩ trong thiên hạ, cam kết giữa khí vân tông, linh tông, thiên hành tông, vạn thú môn với tu hành giới vẫn tiếp tục như bình thường, làm cho mọi người không nên tin những lời đồn không đúng sự thật. Ngũ Thánh cũng phản kích bằng cuộc chiến nước bọt, có thể nói là thăm dò ngược, trực tiếp thông báo đến toàn bộ tu hành giới, nói rõ chuyện Lữ Vô Song và Nguyên Sắc cố ý gây rối, có ý đồ làm thiên hạ loạn lạc, đã bị Ngũ Thánh phế đi tu vi, ai cũng có thể chu diệt. Ngũ Thánh vẫn luôn nghi ngờ chuyện này, ý đồ ép hai người đi ra chứng minh thực lực không còn tồn tại. Nếu như thực lực của hai người vẫn còn, vì cổ động tình hình nên sẽ phải ra lộ mặt chứng minh một chút. Nếu như không đi ra chứng minh, vậy đã nói rõ ràng là thực lực có vấn đề đồng thời cũng phải trấn an nội bộ phiêu miểu các vì trước đó các môn phái đã bí mật bắt những thám tử trong môn phái, tỏ vẻ chuyện này đều là âm mưu của nữ Vô Song và Nguyên Sắc, cho dù trước đó có mắc phải sai lầm gì cũng sẽ được tha thứ. chương 2186, tự mình đến băng tuyết các. Ngũ Thánh tỏ thái độ, chính là viên thuốc an thần cho các nơi, bởi vì ở địa vị của Ngũ Thánh không thể nào làm ra chuyện tự và mặt được, ít nhất là tạm thời không phải lo lắng. Không chế bốn phái, không phải muốn bóp cổ tu sĩ trong thiên hạ sao trong mật thất như hữu đạo bồi hồi nghĩ nói thầm lữ vô song ở bên cạnh thưởng trà cũng suy nghĩ trả lời nếu ngũ thánh công khai tỏ thái độ có lẽ cũng không có chuyện như vậy thật ra dù có khống chế cũng chỉ bóp lấy chuyện tu luyện dùng linh đan là có chút hiệu quả còn những cái khác thì không được gì hết mà tình hình đã đến trình độ này nếu khống chế cung cấp linh đan sợ rằng hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại như hữu đạo dừng bước phiền muộn nói cho dù thế nào đi nữa ít nhất lần dò xét này đã xác nhận không phải chuyện như vậy, có thể trừ khả năng này ra. Lữ vô song nói, ngươi phải chú ý một chuyện, mặc dù ngươi đã ra tay được với người phiểu miêu các, nhưng sợ là đã sinh ra tác dụng ngược lại, bên ngũ thánh có thể đã một lòng đối ngoại. Nghiêu Hữu đạo cảm thấy khinh thường, nói, ngươi cảm thấy ngũ thánh có khả năng chung một lòng sao? Kẻ nào chẳng muốn độc bá thiên hạ chứ, đều đuổi theo hướng đi của vô lượng quả, chẳng phải là đang lo lắng ô thường thứ hai xuất hiện đó sao? lữ vô song nói ít nhất lúc bọn họ đối mặt với tình huống trước mắt nếu không có bất ngờ gì xảy ra chắc chắn là một lòng đối ngoại chắc chắn phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao có thể để cho bọn chúng yên ổn được nghiêu hữu đạo đi đến trước địa đồ thánh cảnh nhìn chằm chằm vào địa đồ nói thầm nếu không biết rõ bọn chúng đang muốn làm gì vậy thì chỉ có thể rửa mắt mà đợi bọn chúng làm việc của bọn chúng chúng ta làm việc của chúng ta lữ vô song nhìn hướng địa đồ mắt sáng lên Ngươi muốn ra tay với lão yêu bà, như hữu đạo suy nghĩ, nói, không phải La Thu đang muốn che cái nắp này lại sao? Chỉ dựa vào ngân cơ vẫn còn sống, ngũ thánh không thể chung sống hòa bình với nhau được. Trên tay ta còn có một vài con bài, xem tình huống trước rồi quyết định làm sao. Tóm lại là không thể dừng tay được, không để cho bọn chúng thoải mái, nếu muốn làm cho chúng ta bị động, vậy chi thà làm cho bọn họ bị động còn hơn. Từ kim động, hai vị khách quý cùng nhau đến nhà, trưởng môn Long Hưu của Tiêu Giao Cung và trưởng môn Mạnh viên của Linh Kiếm Sơn. Chủ nhân vẫn là chủ nhân ban đầu, vẫn chiều đãi như thường ngày, nhưng Long Hưu và Mạnh viên luôn có cảm giác không đúng, cảm giác ánh mắt cung lâm sách nhìn bọn họ không thích hợp. Cũng không biết có phải là ảo giác của hai người hay không, bọn họ mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt của cung lâm sách như đang ở trên cao nhìn xuống vậy. Chẳng lẽ vì bây giờ tử kim động là thế lực lớn nhất ở Yến Quốc sao? Trong lòng hai người có cảm giác khó chịu, oán thầm, tạm thời cứ để người này đắc ý đi, Đợi đến lúc tấn quốc tiến binh, nhìn ngươi đắc ý kiểu gì nữa. Nhưng ngoài mặt hai người vẫn bình thường, ngồi xuống trong lầu các, đợi đến lúc mời trà xong, Cung Lâm sách cười hỏi: Hai vị bỗng nhiên đến chơi, không biết có chuyện gì không? Long Hưu thở dài, bây giờ thì có chuyện gì, đã thành thế này hết rồi, ngươi giả vờ hồ đồ gì nữa. Cung Lâm sách a một tiếng, hình như hiểu rõ, chuyện giữa thất thánh, chúng ta chỉ nhìn là được rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn căng như dây cung rồi đốc Vô hư đi vào bên văn hoa la thu đến gần tây hải đường lam đạo lâm đi yến trục thiên ba người này lúc nào cũng có khả năng bại lộ nếu như bại lộ thì có thể liên lụy đến hắn ngay sao hắn không lo lắng cho được mạnh viên nói chỉ nhìn nguyên sắc và lữ vô song đều gửi thư đến tay chúng ta người tuyệt đối đừng nói mình không nhận được thư đấy bây giờ nguyên sắc và lữ vô song yêu cầu chúng ta cùng nhau ra tay với ngũ thánh chúng ta làm theo hay chống lại Cung lâm sách cười nói, không phải ngũ thánh đã nói là đã phế đi tu vi của lữ vô song và nguyên sắc rồi xếp. Long hưu hừ lạnh, nói, cung huynh, sao ta có cảm giác giống như người đứng nói chuyện không đau eo vậy? Ngũ thánh nói đã phế tu vi hai người kia thì phế thật sao? Ai dám tin loại chuyện hoang đường này chứ? Cung lâm sách giang hai tay ra, ta không đắc tội nổi một trong hai bên, làm sao được chứ? Ngoại trừ việc giữ ở vị trí trung lập ra, chờ đến lúc bọn họ phân được thắng bại, còn có thể làm gì? Ai dám tùy tiện nghiêng về bên nào chứ? Cứ giả vờ ngu ngốc mà sống là được rồi. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này. Long Hưu và Mạnh Tuyên đến đây cũng là mong muốn mọi người có cùng một thái độ cùng tiến cùng lùi. Sao chỉ có một bọn họ? Thật ra các môn phái cũng không khác nhau là mấy. Ai cũng đều giả vờ hồ đồ không theo bên nào. Trong thư phòng, nhìn tin tức từ tu hành giới không ngừng được gửi đến, Thiệu Bình ba nhịn không được vui vẻ nói. Vậy mà hai bên lại xảy ra cuộc chiến nước bọt, từ lúc nào cấp bậc của ngũ thánh hạ xuống đến trình độ này rồi chứ? Thiệu Tam Tỉnh ở bên cạnh cười nói, nhìn dáng vẻ thế này, ngũ thánh không khống chế các thế lực trong thiên hạ được như lúc trước nữa. Thiệu Bình Ba hơi lắc đầu, nói, ngũ thánh không có khả năng ngồi nhìn, tất nhiên bọn họ sẽ phản kích, bây giờ bỗng nhiên khống chế khí vân tông, linh tông, thiên hành tông và vạn thú môn, tất nhiên là có mưu đồ từ trước, có lẽ là mở màn cho việc phản kích. Người liên hệ với hắc thủy đài bên kia đi, còn có nên chú ý bên tu hành giới, Ta muốn biết tình huống kỹ càng hơn để cho chúng ta có nhiều thời gian làm ra phản ứng, miến cho việc bị cuốn vào sóng lũ rồi mà còn không biết có chuyện gì xảy ra. Thiệu Tam tỉnh hơi cúi thấp người nói: Đại công tử yên tâm, đã đang chú ý. Trong tiểu viện, Tử Bình Hưu và giả vô quần ngồi đối diện ở trong đình, nhìn giả vô quần nâng bút viết ở trên giấy, không biết vị này mời mình đến để làm gì. Giả vô quần viết xuống mấy dòng chữ rồi đẩy giấy cứng ra cho đối phương nhìn, không biết ngũ thánh khống chế khí vân tông vạn thú môn linh tông thiên hành tông là có ý gì mong thừa tướng nói với trưởng đăng ti chú ý nếu có chuyện gì không rõ hãy nói lại cho ta biết tử bình hưu nghi hoặc nhìn nguyên tòng và ngụy đa ở ngoài đình thử hỏi một câu bên kia cũng không biết sao giả vô quần lắc đầu tỏ vẻ đã liên lạc rồi cũng không biết tử bình hưu hơi trần trừ nói liên lụy đến ngũ thánh chúng ta điều tra có thích hợp không giả vô quần lại nâng bút viết xuống một câu Thám tử của ngũ thánh trải rộng thiên hạ đã bị phế bỏ, bây giờ cả tu hành giới đều lá mặt lá trái, cứ yên tâm đi. Không phải là nói điêu, nhiều chuyện ngũ thánh không thể nói rõ. Chuyện vô lượng quả, có nhiều người phiêu miểu các chạy như thế, cũng không biết người có vấn đề có ở trong đó không, bây giờ thám tử trong thiên hạ đã bị phế đi, muốn điều tra cũng không có cách nào. Giống như vậy, bây giờ nếu các phái âm thầm dở cho quỷ, cũng khó mà biết được. Chuyện đối chiếu kiểm tra sự thật vô lượng quả không làm nổi nữa có nắm giữ hành tung của người môn phái cũng mất ý nghĩa, có nhiều người làm chuyện trái với lương tâm, nếu không có thám tử phân biệt, còn chẳng phải người ta muốn báo cáo thế nào cũng được sao? Không thể nào chứng thực được. Tử Bình Hưu nghĩ lại cũng cảm thấy vậy, gật đầu nói: được, ta đã biết. đợi người rời đi. Ngụy Đa bước đến, lấy ra hai tờ giấy mà giả vô quần đã viết, ném vào trong chậu than thiêu hủy. Sáng sớm, trên không trung tuyết vực minh mông, Gia Cát Chỉ đang ngồi trên phi cầm tỏa kỵ phi hành ở độ cao thấp. Nhiều hữu đạo và vân cơ thuận thế bay xuống trên đỉnh núi tuyết. Phi cầm tỏa kỵ xoay quanh một vòng, sau đó bay về, mà nghiêu hữu đạo và vân cơ thì bay về một nơi trên tuyết vực. chương 2187, Chu Nhan Đan 1 Tất nhiên ba người không lộ ra khuôn mặt thật, còn về phi cầm tỏa kỵ, lúc đám người hoắc không rời khỏi phiêu miểu các có đưa không ít đi nghiêu hữu đạo có lấy về một đám. Trong tình huống bây giờ, chỉ cần không làm cho phi cầm tỏa kỵ bại lộ chỗ ở của mình hoặc là chỗ gần mình, bình thường muốn bay sao thì bay, không cần quan tâm đến lệnh cấm của phiêu miểu các. Trên một hẻm nút rét lạnh ở tuyết vực, vẫn là chỗ đông đúc náo nhiệt của tu hành giới, như hữu đạo vừa xuất hiện thì bước lên xem xét một dãy cửa hàng trước mắt. Tưởng tượng đến năm xưa, hắn cũng có chút cảm khái, vừa trước mắt đã qua nhiều năm như vậy rồi. Mục đích của hai người là khách sạn Thải Hồng, vân cơ ra mà thuê một gian phòng, muốn căn phòng ưa thích kia. Phía sau quầy, sở an lâu vẫn còn ở đây, đã nhiều năm qua mà hắn vẫn làm trưởng quỹ khách sạn thải hồng như trước sở an lâu ngồi phía sau quầy nhìn chăm chú lên khách vừa ghé thăm như hữu đạo hơi gật đầu đáp lại khẽ cười rồi rời đi đi vào phòng khách sạn vân cơ kiểm tra lại căn phòng lần nữa đẩy cửa số phía sau ra nhìn tuyết bay sau khách sạn một lúc sau đó cầm ấm trà trong gian phòng đặt đến gần cửa sổ cuối cùng như người bước ra yên lặng quan sát ngoài cửa sổ như hữu đạo thì khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên giường hai người có thể nói là cô nam quả nữ ở chung một phòng. Qua buổi chiều, Vân Cơ bỗng nhiên quay đầu nhắc nhở một tiếng. Đã đến, Nghiêu Hữu Đạo đang ngồi tính tỏa bỗng nhiên mở mắt, thu công lại, chậm rãi đến gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên bờ sống có một nam hai nữ ôm con bước đến, phía sau không xa có hộ vệ đang nhìn quanh bốn phía. Nam là Xuyên Dĩnh, hai nữ là Tuyết Lạc Nhi và Toa Huyễn Lệ, người sau đang ôm đứa bé chơi đùa, thỉnh thoảng làm cho vợ chồng Xuyên Dĩnh cười to chú ý đến ánh mắt yêu chiều khi xuyên dĩnh nhìn đứa bé, như hữu đạo cũng mỉm cười. đồng thời hắn cũng chú ý đến, toa huyễn lệ thỉnh thoảng sẽ liếc về ấm trà bên cửa sổ này một chút. như hữu đạo ôm cánh tay trước ngực, dựa lưng vào tường cạnh cửa sổ, cười nói: xem ra toa huyễn lệ có giao tình không tệ với tuyết lạc nhi, nàng ta luôn sợ hãi toa như lai sẽ mưu hại tuyết lạc nhi, vì vậy toa như lai đã vì chuyện này mà phí hết công phu miệng lưỡi, liên tục cam đoan mới thuyết phục nàng được. vân cơ nói. Nếu như không có bối cảnh thân thể kia, nàng cũng chỉ là một người bình thường, bị cuốn vào trong chuyện thế này, sao nàng không sợ được chứ? Nghiêu hữu đạo nghiêng đầu ra hiệu một chút, lúc này vân cơ mới sách ấm trà lên đóng cửa sổ lại. Vài ngày sau, tòa huyến lệ đứng trên băng tuyết một lúc rồi mới khởi hành quay về trích tinh thành, đồng hành còn có mẹ con tuyết lạc nhi, tất nhiên là được Toa huyến lệ mời. Xuyên dĩnh vốn dĩ đi theo lại không đi cùng, bởi vì hắn nhận được một lá thư đợi đến lúc toa huyễn lệ hộ tống mẹ con tuyết lạc nhi cưỡi phi cầm bay lên không xuyên dĩnh cũng lặng yên rời khỏi băng tuyết cát phi đột về phía chỗ sâu trong núi tuyết minh mông sau khi dịch sung hắn lặng lẽ đi vào hẻm núi băng tuyết đi đến nơi ước định gặp mặt trong thư phát hiện hai người đang chờ rất xa lạ xuyên dĩnh lập tức quay người hình như không muốn xảy ra hiểu nhầm gì đó nghiêu hữu đạo quát lên xuyên dĩnh bóng người xuyên dĩnh cứng đờ tiếp tục lách mình rời đi Vân cơ bên người nghiêu hữu đạo lập tức ra tay nàng đuổi kịp người trong khoảnh khắc, cạch cạch hai tiếng. sau khi đánh nhau, xuyên dĩnh rơi xuống trên mặt đất, bị vân cơ dẫm chân lên không thể nhúc nhích. vân cơ cúi người, một tay lột mặt nạ ngụy trang trên mặt xuyên dĩnh xuống. như hữu đạo lắc mình nhảy xuống đất, bước đến trước mặt hắn, cười nói: chạy cái gì? xuyên dĩnh cắn răng nói: các ngươi là người nào? như hữu đạo cười nói: có thể lợi dụng danh nghĩa của ô thường dẫn ngươi ra ngoài, tất nhiên là người biết bí mật của ngươi và ô thường hiển nhiên trên mặt xuyên dĩnh tràn đầy sự hoảng sợ, trầm giọng nói. Rốt cuộc các ngươi là ai? Nghiêu hữu đạo nhìn chung quanh, nói. Chỗ này không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đi đến nơi khác tâm sự đi. Nói xong lách mình rời đi, vân cơ bước lên túng lấy người, biến mất ngay tại chỗ. Cũng không đi đến nơi khác, chỉ là cách nơi vừa rồi khá xa mà thôi, cũng là lo lắng sợ rằng xuyên dĩnh bị người khác theo dõi, tìm một hang động kín gió khác trên vách đá dựng đứng, trốn vào bên trong, gió tuyết gào thét bên ngoài hẻm núi trong động làm cho người ta có ảo giác ấm áp xuyên dĩnh bị áp chế một thân tu vi vẫn nói câu đó các ngươi là ai Vân cơ nhìn hắn trong lòng không thể không thừa nhận dáng dấp của nam nhân này thật là đẹp nếu như nàng lúc chưa trải qua nhiều chuyện thì sợ rằng cũng không thể thoát khỏi mị lực của người nam nhân này được nghiêu hữu đạo dùng tiếng nói khàn khàn trả lời người nào không quan trọng quan trọng nhất là ta biết bí mật của ngươi xuyên dĩnh trầm giọng nói ta không có gì bí mật nghiêu hữu đạo nói ý của ngươi là muốn cho tuyết bà bà biết ngươi là người của ô thường ngươi phải rõ nếu như tuyết bà bà biết chuyện thì ngươi sẽ có kết cục thế nào chuyện bị lộ ra xuyên dĩnh không thể nào ôm sự may mắn nữa sắc mặt hắn thay đổi nhắm mắt nói ta mặc kệ các ngươi là ai dù chết cũng đơn giản các ngươi đừng mơ dùng cái gì để ép ta nghiêu hữu đạo a một tiếng nói vậy thì ta nhắc nhở ngươi một chút ngươi còn có một đứa con gái sau khi tuyết bà bà giết ngươi ngươi thử đoán xem tuyết bà bà sẽ làm thế nào nữa. Sẽ tha cho nữ nhi của ngươi để nó lớn lên quay lại báo thù sao? Ta còn hiểu lão yêu bà kia hơn ngươi nhiều, bà ta giết chết phu phân của tuyết lạc nhi, vẫn sẽ để lại tuyết lạc nhi mang lòng oán hận. Ngươi nghĩ rằng ngươi chết là hết chuyện được sao? Ngươi, tuyết lạc nhi, còn có nữ nhi của ngươi, đừng mơ có ai sống sót. Sắc mặt xuyên dĩnh thay đổi hẳn trong nháy mắt, khuôn mặt kịch liệt run rẩy, khuôn mặt của thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam nay có vẻ hơi vặn vẹo. Nghiêu Hữu Đạo bồi thêm một câu, nếu ta đã đến đây, vậy thì ngươi đã không có tư cách từ chối, vì vậy ngươi đừng cự tuyệt nữa, nếu không con gái và Tuyết Lạc Nhi không đợi được đến lúc Tuyết bà bà đến đây đâu. Hình như mẹ con Tuyết Lạc Nhi vừa rời khỏi băng tuyết các, muốn đến Trích Tinh Thành nhỉ. Quên nói cho ngươi biết, có lẽ các nàng không đến được Trích Tinh Thành đâu, ngươi cũng biết thực lực người bên cạnh ta rồi đấy. Ý tứ trong lời nói thế nào, không cần nói cũng biết. Xuyên dĩnh trừng lớn hai mắt trong nháy mắt, gầm lên, xúc sinh, hắn gào thét, điên cuồng sông lên, muốn liều mạng với Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo thản nhiên đứng ở đó, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên phát ra cương khí hộ thể, cạch. Trực tiếp bắn xuyên dĩnh lão đảo lui lại ngã trên mặt đất. Nghiêu Hữu Đạo hơi nghiêng đầu, hờ hững nói với Vân Cơ. Nếu hắn không muốn phối hợp, vậy liền truyền tin tức qua, xử lý hai mẹ con kia đi. Vân Cơ hơi giật mình, hình như trước đó không sắp xếp làm việc này. Chẳng lẽ phái người đi bắt mẹ con tuyết lạc nhi luôn sao? quan trọng nhất là không có cách nào liên lạc với tuyết lạc nhi bên kia nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại gật đầu nói được quay người đi về phía ngoài hang động khoan đã xuyên dĩnh kinh hãi hét lớn một tiếng dùng sức bò lên lớn tiếng nói ta đồng ý ta đồng ý với các ngươi như hữu đạo cười trước đó quan sát tình hình ở khách sạn hắn không thể hoàn toàn xác định nên bây giờ muốn từ phản ứng của đối phương để xác nhận lại nhận được đáp án hài lòng hắn đưa tay ra hiệu cho vân cơ dừng lại Lúc này Vân Cơ cũng đã hiểu ý của Ngưu Hữu Đạo, chỉ cần xuyên dĩnh quan tâm đến sự sống chết của hai mẹ con kia, có bắt người hay không thật ra không quan trọng, chỉ cần dựa vào việc tuyết bà bà sẽ giết hai mẹ con kia đã đủ để uy hiếp xuyên dĩnh rồi. chương 2188, Chu Nhan Đan Khai Nàng nhịn không được nhìn thêm Ngưu Hữu Đạo một chút, phát hiện tay Ngưu Hữu Đạo này chơi rất ngon, không giống như là lần đầu làm chuyện kiểu này. Trong lòng không nhịn được nói thầm, khó trách hắn muốn tự mình đến đây một chuyến khuôn mặt xuyên dĩnh hiện lên sự bi phẫn, rốt cuộc các người muốn ta làm gì? như hữu đạo nói, thật ra ta đang giúp ngươi, ngươi nghĩ xem, chỉ cần lão yêu bà chết đi, ngươi càng khỏe, ngươi chẳng cần phải lo lắng nàng sẽ làm gì nhà ba người các ngươi nữa. ngươi nói có đúng không? hô hấp của xuyên dĩnh trở nên rồn rập, ngươi muốn ta ám sát tuyết bà bà? đây là chuyện không có khả năng, ta ngay cả đến gần bà ta cũng không làm được, với thực lực và tu vi của tuyết bà bà, ta không thể thành công được, dù hạ độc cũng không có khả năng ta không thể tiếp xúc đến đồ ăn thức uống của bà ta được. Như hữu đạo nói, ngươi đừng nóng lòng đoán mò, ta cũng không kêu ngươi đi ám sát. Nếu lão yêu bà có thể dễ dàng chúng bẫy như vậy, đâu cần phải đợi ngươi ra tay chứ? Bây giờ ngươi tạm thời đi theo ta đi, không đến một tháng, ta sẽ cho ngươi quay về. Đến lúc đó ngươi tự sẽ biết làm thế nào. Một tháng, trong ánh mắt của xuyên dính hiện lên sự bối rối. Dược hiệu của ta chỉ có nửa tháng nữa là đến kỳ, đến lúc đó mà ta không theo hẹn đến lấy đan dược đừng nói là tuyết bà bà, ngay cả bên ô thường cũng không ăn nói được. Dược hiệu, như hữu đạo hơi giật mình, nói, ô thường dùng độc dược khống chế ngươi sao? Xuyên dĩnh sững sờ, hỏi lại, ngươi không biết sao? Trước đó hắn nghe đối phương nói biết bí mật giữa mình và ô thường, cho rằng đối phương biết rõ, bây giờ mới hiểu được, đối phương cũng không biết mọi chuyện. Nghiêu hữu đạo lại trấn an hắn, nói, chuyện độc dược ngươi không cần lo, ta sẽ tìm người giải độc cho ngươi, ngươi cứ yên tâm đi theo ta là được hắn không nói láo năng lực của quỷ y rõ ràng như ban ngày được xưng danh là thánh thủ giải độc mà sợ rằng chẳng cần quỷ y phải tự mình ra tay